Được, Trần Bá lĩnh mệnh rời đi. Quản Phương Nghi vẫn hờn dỗi với Như Hữu Đạo cũng không nhịn được mà thì thầm hỏi hắn, ngài có ý gì? Như Hữu Đạo chầm chầm nhìn theo bóng Trần Bá đi xa dần, từ tốn đáp, hẳn là Triều Kính đang phải chịu áp lực gì đó, nếu không, tiểu nhân sẽ không đổi giọng như vậy. Hẳn là có người ra tay. Nghe hắn nói vậy, Quản Phương Nghi ngẫm lại cũng đúng. Còn chiêu bài vạn thú môn trong giới tu hành đấy, thường thì nếu không phải chịu áp lực gì, chắc chắn họ sẽ không đổi lời. Nàng nhìn Trần Bá đi xa xa, đã nhận ra Ngưu Hữu Đạo có ý gì. Mấy trăm đệ tử Thượng Thanh Tông đang tập trung bên ngoài cửa núi Vạn Thú Môn, Đường Tố Tố đứng đầu đội ngũ có vẻ bi phẫn. Nhưng bi phẫn thì làm được gì, ngoài cửa nhà người ta chỉ có hai đệ tử trông cửa để truyền lời, chẳng có thêm một ai. Thượng Thanh Tông có nhiều người cũng không dám đi quá một bước. Người ta đang bắt trưởng môn Thượng Thanh Tông đó, có thể hình dung được Đường Tố Tố bi phẫn thế nào. Nhớ lại năm xưa, Thượng Thanh Tông cũng có chỗ đứng ở phiêu miếu Các có địa vị ngang với vạn thú môn. Bây giờ lại rơi tới tình cảnh thế này, ngẫm lại thật thê lương. Cả đám đệ tử Thượng Thanh Tông chết lặng, trước mặt vạn thú môn, ngay cả dũng khí phẫn nộ họ cũng không có. Thậm chí, trước khi đến, không ít người còn lo sợ chọc giận vạn thú môn sẽ gây ra chuyện gì không thể gánh vác nổi. Mặt trời dần dần nghiêng, một đoàn người đi tới cuối đường núi. Có người kêu lên, trưởng lão, mấy người trưởng môn ra kia. Từng người nhìn vào trong sơn môn thăm dò, mấy người đường nghi đi ra, không thiếu một ai, được đệ tử vạn thú môn đưa ra. Nhóm người đi ra, các đệ tử vạn thú môn đưa ra cùng chắp tay cười nói, đường trưởng môn, chỉ là hiểu lầm. Thực có lỗi, đây là chút áy náy của trưởng môn bản phái, y lấy ra một sấp kim phiếu, chừng 100 vạn kim tệ, xem như nhận lỗi. Với thượng thanh tông, số tiền kia không ít, nhưng đường nghi chỉ lạnh lùng liếc mắt, hừ lạnh không cần. Dù nghèo cũng không thể vừa nghèo vừa không có cốt khí nàng quay đầu vẫy tay, dẫn cả đám đệ tử Thượng Thanh Tông xuống núi. Tô phá cùng La Nguyên Công căng mặt, lần này thực sự là mất mặt lắm rồi. Vậy không tiến, đệ tử vạn thú môn đưa ra vui tươi hớn hở, nhìn sấp kim phiếu trong tay, cười nhạo, cực kỳ khinh thường sự cao ngạo trong sạch kia, cũng xoay người lại phục mệnh. Đi xa một chút, đường tố tố quan sát đường nhi từ trên xuống dưới, hỏi vạn thú môn có làm gì trưởng môn không? Không sao, bọn họ chỉ giam giữ chúng ta hỏi mấy chuyện thôi chương 701, như dắt chó con. Trên dãy núi Trung Linh Tú, nhà cửa liên miên, đủ hình đủ dạng, không hổ là đại phái hiếm thấy trong thiên hạ. Giữa các đình đài lầu các, hai lão giả bước ra, một người là Triều Kính, một lão giả khác đeo kiếm sau lưng khí vũ hiên ngang là Vu Chiếu, cao thủ đứng thứ năm trên bảng xếp hạng. Triều Kính đại diện cho vạn thú môn tiến khách, còn Vu Chiếu là vị khách đó. Cả quãng đường Triều Kính đều mỉm cười nhưng trong lòng chẳng hề thoải mái. Lão bị trưởng môn mắng cho máu chó phun đầy đầu, thoải mái được mới lạ. Lão bắt người của Thượng Thanh Tông ở huyễn giới chính là vì nhan sắc của Đường Nhi đã khiến cho lão động lòng. Bắt được mỹ nhân rồi, lão còn chưa kịp hưởng thụ, mất nhiều người trong la sát chiều như vậy, lão phải trả lại công bằng cho Tông Môn. Nhưng lão không ngờ Thượng Thanh Tông lại dốc toàn bộ lực lượng chạy đến giam ra gia đại hội linh thú, cũng không biết kẻ nào để luộc tin tức, để cho cả đám người Thượng Thanh Tông chặn trước cửa vạn thú môn đòi người. Trường môn Tây Hải Đường lập tức chiêu lão tới, hỏi có phải lão bắt người không? chiều kính thèm nhỏ dãi sắc đẹp của đường nhi thịt đã dâng tận miệng làm sao có thể dễ dàng buông tha nên lão chối kết quả thật hay hôm sau vu chiếu lại chạy tới gặp tây hải đường nhờ tây hải đường nể mặt thả người đi cho lúc trước vu chiếu và tây hải đường có từng quen biết tây hải đường đáp lại không có việc này nhưng lão bằng hữu nói rất chắc chắn rằng có người tận mắt nhìn thấy bọn đường nhi bị chiều kính bắt ở viễn giới không thể sai được vu chiếu sẽ không chạy đến đây bịa chuyện này ra gây sự với mình Tây Hải đường ý thức được vị sư đệ kia đang giấu giếm mình, lại cho gọi triều kính đến, nói rằng ta chỉ hỏi một lần cuối cùng, có bắt người hay không. Thấy trưởng môn sư huynh đã bị chọc giận, triều kính đành thừa nhận, nhưng lại tìm lấy cả đống lý do, nói rằng hoài nghi thượng thanh tông có vấn đề. Tây Hải đường thấy triều kính tách đường nghi khỏi đám người thượng thanh tông mà giam giữ riêng liền hiểu ra vấn đề thế nào. Làm sao lão không biết sư đệ mình là người thế nào? Lão lại hỏi triều kính đã làm gì đường nghi chưa? Nếu đã động, thì lão cũng không thể nể mặt vu chiếu được nữa có một vài cái tiếng không thể truyền ra được chỉ có thể diệt khẩu triều kính nói chưa động tây hải đường mới chửi bới thoá mạ lão một trận muốn tầm hoan cũng phải xem xem giờ là lúc nào vạn thú môn mở đại hội linh thú mời tu sĩ khắp thiên hạ đến ủng hộ ngươi lại trà đạp trưởng môn một phái đến ủng hộ nếu việc này bị lộ ra ngoài vạn thú môn còn biết giấu mặt vào đâu ta có nên xử lý ngươi hay không nhưng tây hải đường không chịu thả người của thượng thanh tông ra ngay Chuyện đã xảy ra rồi, diễn trò cũng phải diễn cho giống, nếu không, sẽ khó mà ăn nói với bên ngoài. Lão nói với vu chiếu, huyễn giới xuất hiện la sát chiều, chết trên trăm đệ tử, vừa vặn người của Thượng Thanh Tông lại có ở đó, nên có một số việc cần phải hỏi thăm xác minh một chút. Lão đã nói vậy, chuyện liên lụy đến hơn trăm mạng người, vu chiếu đành chờ tin vậy. Thế là vạn thú môn giả bộ thẩm vấn một chút, nể mặt vu chiếu họ cũng không dám làm gì Thượng Thanh Tông, cho đến vừa rồi mới thả người ra tiễn khách xuống núi trước khi chia tay với vu chiếu triều kính cười hỏi thử không ngờ vu huynh còn có giao tình với thượng thanh tông ha ha không phải giao tình gì trước kia ta đã nhận ân tình của một người đời trước ở thượng thanh tông giờ biết tin nếu mặc kệ không để ý tới sẽ khó mà an lòng a à, thì ra là vậy triều huynh sau này còn gặp lại cáo từ sau này còn gặp lại triều kính chắp tay đưa tiến chờ bóng người đi thật xa nét mặt triều kính xa sầm lại không ăn được thịt còn bị mắng một trận, lão chỉ đành lẩm bẩm xui xẻo. Một đệ tử đi vào bẩm báo, sư phụ, thắng hoài về rồi, không sao hết. Triều kính ngạc nhiên quay lại hỏi, y còn sống sao? Vâng, y nói khi chuyện xảy ra mình đã chui vào một cái hang, may mắn tránh thoát một kiếp. Xem bộ dáng có vẻ y sợ tới gặp ngài, lập tức gọi y tới gặp ta. Trong khách sạn thiên vận, nhiều hữu đạo bưng chén trà ngồi trước cửa sổ. Viên cương mở cửa, đường nghi vào theo, sau lưng là tô phá cùng la nguyên công đường tố tố vẫn tránh gặp bên này ba người đi tới đứng trước mặt nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo vẫn cúi đầu rũ mắt thong dong tự tại nhấp một ngụm trà xem ảnh một quản phương nghi nhìn chằm chằm đường nghi như muốn tìm tòi chút manh mối mấy người đường nghi cũng đang đánh giá nghiêu hữu đạo ba người rất ngạc nhiên theo như vạn thú môn nói mình đã chết hơn trăm người vì la sát chiều vậy mà vị này lại không sao vẫn khỏe mạnh quay lại thực sự khiến bọn họ cảm thấy hắn bất phàm ba người càng chú ý hơn là nữ nhân có vẻ thiên chân vô tả đứng sau lưng hắn đôi mắt to sáng lấp lánh thần thái đơn thuần chân thành nhưng thật lạ nữ nhân này nắm chặt hắt lưng nghiêu hữu đạo như dắt chó con thực ra hắn đang giả vờ thong rong tự tại có thể thong rong tự tại mới là lạ hắn có thói quen sau hai ba ngày lăn lộn trong huyễn giới sẽ phải tắm một cái ai ngờ vị yêu vương này vẫn nắm mãi không buông ngâm trong bồn tắm cũng muốn đi theo nghiêu hữu đạo gần như sắp phát điên không biết làm sao giải thích được với vị này Hắn bị nàng đánh bại rồi Phục nàng hoàn toàn rồi Không tắm nữa, được chưa Ngươi thoát được La Sát Triều Đường Nhi hỏi thử, như hữu đạo nhớn mày Ngươi đã nói với vạn thú môn chuyện của La Sát Triều và ta Đường Nhi vội nói Ngươi yên tâm Ta có nghe được các đệ tử vạn thú môn nói Ba người kia và ngươi là kẻ địch Nào còn dám nhắc đến ngươi Như hữu đạo cúi đầu uống trà, không lên tiếng Quản phương Nhi bên cạnh hỏi thử Đường trưởng môn tên chiều kính kia không làm bậy gì với cô à. Vẫn tốt, chỉ giữ chúng ta lại, hỏi mấy câu, không làm loạn. Vẫn tốt, như hữu đạo cười nói, đường đại trưởng môn, nàng còn không biết vì sao chiều kính muốn bắt mấy người à. Đường nghi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không phải vì chuyện la sát chiều sao? Như hữu đạo liếc mắt lãnh đạm nói, động cái não thông minh của nàng mà nghĩ thử xem. Vạn thủ môn tổ chức đại hội linh thú, là lúc phải đãi khách có lễ có tiết, lại có thể không chứng không cứ gì bắt trưởng môn một phái sao? Chiều kính kia là kẻ háo sắc, người ta vừa mắt tư sắc của nàng nên mới xuống tay đấy. Vậy mà nàng còn cảm thấy vẫn tốt sao? Ai chà, thật tốt. Hắn vừa dư tổ ơi, tô phá và la nguyên công nhìn nhau, ngẫm lại mà sợ, cũng nhìn nhìn đường nghi. Vì đường nghi bị tách khỏi bọn họ giam giữ riêng, có xảy ra chuyện gì không họ cũng không biết. Đường nghi biến sắc, vội nói ta bị giam riêng, nhưng tuyệt đối không xảy ra chuyện ngươi nghĩ kia. Ta trong sạch, như hữu đạo suy một tiếng, nàng có trong sạch hay không liên quan gì tới ta đường nhi cuống lên người đừng có ngậm máu phun người nếu ngươi không tin ta có thể chứng minh cần chứng minh với ta sao ta chỉ muốn biết vì sao bọn họ thả nàng có phải có ai ra mặt xin cho mấy người không nghiêu hữu đạo quay đầu lại hỏi hai má đường nhi đỏ bừng hai bàn tay siết chặt trắng như phấn nàng cảm thấy hắn đang vỗ nhục mình hắn càng không cho nàng giải thích nàng càng không giải thích được tô phá không có ai ra mặt nếu nhất định phải có ai đó thì hẳn là nhờ đường trưởng lão dẫn theo đệ tử Thượng Thanh Tông tới vạn thú môn tạo áp lực. Như hữu đạo cười ha hả người coi trọng Thượng Thanh Tông của người thật đấy. Các ngươi mà cũng muốn tạo áp lực với vạn thú môn sao? Hai người tô la nhìn nhau, ngẫm lại thấy cũng đúng. La Nguyên Công nói, khẳng định là không có ai ra mặt xin cho chúng ta. Như hữu đạo buông chén trà, đứng dậy, đang muốn bước mấy bước suy tư, nhưng vừa rời ghế, Ngân Nhi đã kéo chặt thắt lưng hắn lại. Không đi được, như hiểu đạo quay lại nhìn, mặt như sắp khóc đến nơi. Thực sự không chịu nổi, hắn cúi đầu chắp tay với Ngân Nhi, bà cô của ta ơi, đừng có lôi kéo hành hạ người ta thế nữa được không? Ngươi là nhất, ta xin ngươi, sơ cao đánh khẽ buông tha cho ta có được không? Ngân Nhi nắm chặt thắt lưng của hắn, đi vòng qua cái ghế tới gần, rất chân thành lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy tội nghiệp và vẫn không chịu thả ra. Như hiểu đạo phục nàng hoàn toàn rồi, hắn rũ vai, chẳng làm được gì, lại ôm chén trà lên, uống một hơi, nuốt luôn cả lá trà vào bụng. chương 702, Triệu Hùng ca, ba người của Thượng Thanh Tông ngơ ngác hoang mang, tô phá thỉnh giáo, vị này là. Nghiêu hiểu đạo quay lại, nàng là ai không quan trọng. Quan trọng là hai hôm nay ba vị mệt nhọc rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Tô phá á khẩu, không nói được gì, cầu người không dễ, lời nói thôi có thể nặng, cũng có thể nhẹ. Đường nhi lên tiếng, ngươi hiểu lầm ta thế nào cũng được, nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn làm chút gì đó vì đông quét sư thúc làm sao ta hiểu lầm ngươi năm xưa khi thượng thanh tông muốn dồn ta vào chỗ chết người dám nói là nàng không biết rõ tình hình không ngươi dám nói là ngươi không ngầm đồng ý không đường nhi cắn môi không phản bác được dù thế nào chuyện vô lương tâm năm xưa vẫn cứ chắn giữa hai người tô phá nói ngưu hữu đạo chuyện năm đó không liên quan đến trưởng môn là chúng ta ngưu hữu đạo giơ tay chặn lão lại không cho nói tiếp cứ luôn mồm nói cái gì đông quách sư thúc năm xưa các người có nể mặt đông quách hạo nhiên cho ta một con đường sống không? Đường đại trưởng môn, người tự suy nghĩ một chút xem. Bảo các người đừng có vào huyến giới, bảo các người đi nhanh đi, người có nghe sao? Ta đã nói rõ với người người sẽ xảy ra chuyện, sẵn người phải đi nhanh lên, người còn muốn dẫn theo người thượng thanh tông tự chui đầu vào lưới. Cái đám người các ngươi trời sập cũng không kéo lại được, nói gì cũng không nghe, ta về thượng thanh tông làm gì? Chẳng lẽ muốn làm một trưởng môn nói gì cũng không ai nghe sao? có ý nghĩa gì không? Đường Nghi Đáp, ngươi nói là có việc, chúng ta lo lắng cho an toàn của ngươi, cho nên. Đừng có cho nên, thân mình còn không gánh nổi, còn liên lụy đến an toàn của ta. Ngươi nói đùa cái gì đấy? Còn có thể đi cầu ta nữa à? Được, lần này coi như ta sai rồi, chỉ cần ngươi quay lại, sau này chúng ta sẽ nghe lời ngươi. Không phải lần này sai, các ngươi sai nhiều rồi, cũng đừng nói chuyện sau này nghe lời gì đó. Trước mắt đã bày ra một chuyện không nghe rồi đây này ta đã nói rất rõ ràng, các người giải quyết đường trưởng lão kia rồi nói tiếp. Một câu này chặn lời ba người không thể nói gì hơn. Tư vị cầu xin người khác thật không dễ chịu, phải nhận hết diễu cợt. Quản phương nghi bên cạnh thầm thở dài, như cười như không nhìn như hữu đạo, phát hiện ra vị này luôn bình tĩnh, trời băng đất lửa cũng có thể thong dong ứng đối, duy chỉ có đối mặt với đường nghi là không nhịn được. Điều này thể hiện ra rất rõ, Tiến khách, như hữu đạo rất không nể mặt xoay người ra cửa sổ, quay lưng ra ngoài. Mời, viên cương đưa tay mời ba người. Ba người đi ôi, quản phương nhi mới cười tủm tỉm nói, đạo gia, ngươi lại hơi thất thố rồi. Nghiêu hữu đạo hừ lạnh, một đám người ngu xuẩn, ngươi không thể nói như vậy, việc này không liên quan đến ngu xuẩn hay không, căn bản bọn họ không rỗi tay chân thoải mái được, cho nên người khác nhìn vào chỉ thấy thật ngốc. Chuyện tiền nhân thượng thanh tông làm, hậu quả và ảnh hưởng sẽ ứng vào bọn họ thôi. Khắp nơi đều không dung được bọn họ, người bảo bọn họ phải làm sao bây giờ bọn họ vẫn luôn bước lần từng bước, rất gian nan. Chẳng lẽ không phải ngươi cũng đang muốn trốn tránh hậu quả và ảnh hưởng kia sao? Nếu không, ngươi cần gì phải tránh xa họ như vậy? Ngươi có thể trốn, nhưng bọn họ chỉ có thể gánh vác, không có lựa chọn. Ngưu Hữu Đạo trầm mặc, lúc trạng vạn tối, đường tố tố, người vẫn thể không cúi đầu, vẫn luôn chắn giữa Thượng Thanh Tông và Ngưu Hữu Đạo tới. Tô Phá và La Nguyên Công đưa bà ta đến, Đường Nhi cũng muốn tới nhưng bị hai người cản lại, cả hai đều nhìn ra, thực sự nghiêu hữu đạo và đường nghi không hợp nhau. Nhưng Tô Phá và La Nguyên Công không thể ngờ được là, vừa vào phòng nghiêu hữu đạo, thấy hắn, đường tố tố liền chậm chậm quỳ xuống, ngay trước mặt nghiêu hữu đạo. Tô Phá và La Nguyên Công định đưa tay kéo bà ta lên, nhưng rũi tay ra rồi vẫn chậm rãi rụt lại. Cái quỷ này khiến cho cả phòng lặng thinh, bao gồm cả nghiêu hữu đạo, không ai ngờ được, đường tố tố không cúi đầu thì thôi, một khi đã cúi thì cúi triệt để như vậy. Dù sao bà ta cũng đã bảy tám chục tuổi rồi, quy với một người trẻ tuổi còn là vãn bối ai nhìn cũng thấy nặng lòng xét theo một góc độ nào đó thì nghiêu hữu đạo không nhận được cái quy này đông quách hạo nhiên cũng không nhận nổi bối phận của đường tố tố còn ở đó chính vì thế nên lúc trước bà ta không thể cúi đầu với một vãn bối thấp kém nhưng khoảng thời gian đứng bên ngoài vạn thú môn đã khiến cho bà ta hiểu được thật sâu đường đường trưởng môn thượng thanh tông chịu nỗi nhục nhã như vậy mà thượng thanh tông lại không thể làm gì không chỉ đường nghi nhục nhã, mà cả thượng thanh tông, cả liệt tổ liệt tông thượng thanh tông cũng chịu nhục. Bà ta là một người hiếu thắng, lại chẳng có nơi nào phát thiết sự bi phẫn trong lòng. Lúc này, bà ta thực sự hiểu rồi, vinh nhục của mình chẳng là gì so với cả thượng thanh tông. Cho nên, hôm nay bà ta tới, quỳ, nhiều hiếu đạo cũng không tránh cái quỳ này, mà có vẻ kinh ngạc hỏi, vì sao đường trưởng lão lại hành đại lễ này. Đường tố tố đau thương, năm xưa, khi ra tay với nhiều hiếu đạo, làm sao bà ta nghĩ được sẽ có một ngày này bà ta trầm rãi lắc đầu lão thân sai lão thân bồi tội với ngài ngàn sai vạn sai đều là do một mình lão thân sai ngài là đại nhân đừng chấp tiểu nhân đừng chấp lão thái bà ta chỉ cần ngài có thể giúp thượng thanh tông thoát khỏi khốn cảnh cái mạng già này của lão thân là của ngài mặc ngài xử trí chết muôn lần cũng không tiếc cơ mặt tô phá và la nguyên công căng cứng cùng nhìn chằm chằm phản ứng của ngưu hữu đạo ngưu hữu đạo im lặng một lát đột nhiên trầm giọng hét lên, được. Từ hôm nay, tất cả ân oán của ta và Thượng Thanh Tông tan thành mây khói, cho qua hết. Đứng lên đi, đường tố tố lắc đầu, ngài không đồng ý về Thượng Thanh Tông, lão thân không đứng. Như hữu đạo nhìn bà ta chăm chú, tốt nhất là đừng có ép ta. Cho ta mấy ngày cân nhắc, lão thân, đường tố tố còn muốn nói gì đó, là nguyên công trầm giọng mất lời, sư muội đứng lên đi. Lão cùng tô phá nâng bà ta dậy, không cho bà ta nói thêm, chỉ sợ sẽ chọc giận Ngưu Hữu Đạo. Ba người rời đi, Ngưu Hữu Đạo ngồi bên giường trầm ngâm không nói gì. Cái quỷ kia khiến cho hắn một ngạt, trong đầu hắn hiện lại cảnh tượng trong tòa miếu đổ nát khi ấy. Đông Quách Hạo Nhiên yếu ớt nói, ta dùng bí pháp thượng thanh tông hóa tu vi cả đời thành 36 đạo truyền pháp hộ thân phù, hộ pháp trừ tà cho con. Sự thật đã chứng minh, truyền pháp hộ thân phù của Đông Quách Hạo Nhiên đã cứu mạng hắn nhiều lần. Ví dụ như trong trận chiến ở sa mạc vô biên, mà hiện giờ trong cơ thể hắn vẫn còn ba đạo truyền pháp hộ thân phù của Đông Quách Hạo Nhiên, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Cho đến nay, hơn phân nửa tu vi trong cơ thể hắn là tu vi của Đông Quách Hạo Nhiên. Quản Phương Nghi quan sát một lát, cuối cùng, hai tay vuốt tà váy sau lưng ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài nói, đau đầu hả? Rốt cuộc ngài muốn gì? Vì sao không cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn? Như Hữu đạo chậm rãi hỏi lại, câu trả lời của ta không phải đã rõ ràng rồi sao? không phải ngài nói còn cần cân nhắc mấy ngày sao ta đang chờ người sau màn ra mặt có một số việc vẫn cần nói rõ rốt cuộc là tính toán cãi kỳ ta không thể cứ mơ hồ mà đi được màn đêm buông xuống trăng vùng ánh bạc trên một đỉnh núi nhỏ giữa dãy núi non chập trùng một con chim lớn màu đen đang nghỉ chân trên một núi đá một người đàn ông lạp tháp đứng cạnh nó y đeo hồ lô rượu sau lưng chắp tay bái nguyệt chính là triệu hùng ca một bóng người từ trong núi bay ra đáp xuống đỉnh núi là Trần Bá, Trần Bá chậm rãi bước đến gần, nhìn kỹ Triệu Hùng ca từ trên xuống dưới, hỏi dò, ngài là Triệu Tiên Sinh. Triệu Hùng ca nghiêng đầu nhìn, bình tĩnh mỉm cười, ngươi là Trần Công sao? Tả sứ bảo ta gặp ngươi, nói xem tình hình thế nào rồi. chương 703, tiểu tử ngươi không biết xấu hổ à? Một, có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Thượng Thanh Tông gặp chút phiền phức, nhưng đã được giải quyết. Y kể lại chuyện Thượng Thanh Tông bị bắt vào huyến giới, sau đó thoát hiểm khỏi vạn thú môn, Triệu Hùng ca nghe xong, đột nhiên nhìn sang hướng vạn thú môn, lạnh lùng nói chiều kính. Lá gan không nhỏ, ỉ vào có chỗ dựa là vạn thú môn, cho rằng ta không dám động vào lão sao. Có cơ hội ta sẽ tới xử lão, xem lão có mấy cái đầu. Lần này Nhiêu Hữu Đạo tới, Hồng Nương vẫn luôn lo lắng hắn muốn tìm chiều kính kiếm chuyện. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo không thừa nhận, việc này ta có nghe tả sứ của các ngươi nói. Triệu Hùng ca khẽ gật đầu, Nhiêu Hữu Đạo có triệu tập nhân thủ tới chưa? chuẩn bị ra tay với Thượng Thanh Tông thế nào. Vì biết tin Nghiêu Hữu Đạo muốn hạ sát thủ với Thượng Thanh Tông nên y mới vội vàng chạy tới. Nhận được tin, biết cưới Kim Mao Hồng không kịp nên cố ý cưới một con phi cầm chạy đến. Nghiêu Hữu Đạo này làm việc vẫn không để lộ sâu cạn, không biết sẽ làm thế nào. Căn cứ theo khoảng cách thì hẳn là người của hắn còn đang trên đường tới. Còn có chuyện gì khác không? Tạm thời chỉ có vậy. Triệu Hùng ca gật đầu, được, ngươi cũng không nên ra quá lâu, đi về trước đi. Trần bá chắp tay quay đi, triệu hùng ca cũng không rời đi mà tiếp tục đứng đó đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, lại có một bóng người bay đến, rơi xuống đỉnh núi, tập tễnh tiến lại gần. Chính là tên trốn mắt què chân, gã tiến lại, chắp tay hành lễ, sư phụ, ngài tới là tốt rồi. Suýt nữa Thượng Thanh Tông đã xảy ra chuyện ở vạn thú môn. Ta cũng có biết đại khái, nói cụ thể ra xem nào, ta nghe nói nhiều hữu đạo đã thoát khỏi được la hán triều. Đồ hán hơi sừng sốt, không biết y nghe được tin này từ đâu. Chẳng lẽ y còn có nhãn tuyến khác ở Thượng Thanh Tông? Đồ Hán kể lại cặn kẽ một lượt, Triệu Hùng ca nhíu mày nghi ngờ hỏi, người nói là trước khi xảy ra chuyện nghiêu hữu đạo có ép đường nhi rút lui, cũng có nhắc nhở sẽ có chuyện xảy ra. Vâng, hắn cũng chỉ có lòng tốt thôi, nhưng trưởng môn không làm theo, nên mới gặp phiền phức. Lòng tốt, Triệu Hùng ca cười ha hả, nhìn sâu vào đêm đen thăm thẳm, người này khó phòng bị, chút trò siếc ấy của ta không qua nổi mắt hắn chỉ cần hơi có hành động khác thường sẽ khiến cho hắn cảnh giác. Quả nhiên là khó chơi, căn bản hắn không có ý định ra tay với Thượng Thanh Tông, mục đích là muốn ép ta ra ngoài. Sợ là Trần Công đã trúng kế của hắn, lộ rồi. Trần Công gì cơ, đồ hắn không hiểu, ra tay với Thượng Thanh Tông. Sư phụ nói tới nhiều hữu đạo sao, ngươi không nên hỏi nhiều. Triệu Hùng ca khoát tay áo, sau việc này, tình hình Thượng Thanh Tông thế nào? Vẫn như cũ, đều trông cậy vào nhiều hữu đạo kia nhưng Nghiêu Hữu Đạo rất bài xích, nghe Tô trưởng lão nói, lần này Đường Tố Tố đã tới nhận sai, thậm chí còn quỳ với Nghiêu Hữu Đạo. Nhưng hắn vẫn không đồng ý, Đồ hắn kể lại chuyện nghe được từ Tô Pha, Triệu Hùng ca thở dài, cuối cùng vị Đường trưởng lão kia cũng chịu mềm rồi. Ta còn không dám nhận một quỳ của Đường Tố Tố, tiểu tử Nghiêu Hữu Đạo kia lại dám nhận, không sợ giảm thọ sao? Đồ hắn, người đi đi, đi tìm Nghiêu Hữu Đạo, bảo hắn tới gặp ta. Ta không lộ diện cho hắn một câu trả lời hắn sẽ không đồng ý đâu. Còn không lộ diện nữa, sợ là tên kia không chỉ cha tấn thượng thanh tông, có khi trần công cũng gặp nạn. Đồ hán không biết trầm công mà y nói đến là ai, có ý gì. Triệu Hùng ca cũng không cho gã cơ hội hỏi nhiều, nên gã lĩnh mệnh rời đi. Không tiện để Triệu Hùng ca đợi lâu, đồ hán vội vàng quay lại thành vạn tượng, tiến thẳng đến khách sạn thiên vận. Lên đến lầu hai khách sạn, gã bị viên cương cản lại, hai người nhìn nhau, đều hiểu viên cương hỏi chuyện gì gặp nghiêu hữu đạo có chuyện gì đạo gia đã nói rõ với thượng thanh tông ý là thượng thanh tông còn chưa đến lượt ngươi ra mặt nói này nói kia không có ta hắn đã chết ở thượng thanh tông lâu rồi nào có cơ hội oai phong lẫm liệt ở đây còn bày ra cái vẻ đáng tởm đó người đi nói cho hắn biết có đồ hắn tới có gặp hay không tùy hắn viên cương hơi bất ngờ không biết gã đệ tử thượng thanh tông này có mối quan hệ nào khác với nghiêu hữu đạo không chỉ lạnh nhạt nói chờ một lát rồi xoay người bỏ đi. Không bao lâu sau hắn ta quay lại, chia tay ra mời, đưa đồ hán vào phòng của Ngưu Hữu Đạo. Trong phòng, Ngưu Hữu Đạo đang đau đầu, hắn ngồi xếp bằng trên giường, ngân nhĩ cũng bỏ lên giường ngồi cạnh, tay nắm chặt thắt lưng hắn không buông. Hắn không biết sốt cuộc cô nàng này nghĩ thế nào mà cứ dính chặt lấy mình như hình với bóng. Căn bản hắn làm gì có bí mật nào, chẳng lẽ nàng ta muốn chung giường chung gối với mình. Cửa vừa mở, viên cương và đồ hán tiến vào viên cương canh giữ ngoài cửa đồ hán đi tới bên cạnh giường nhưng chỉ đứng đấy lạnh lùng nhìn chằm chằm Như hữu đạo không có ý định chào hỏi Như hữu đạo thả hai chân xuống ngân nhĩ lập tức đứng bên cạnh đồ hán khàn khàn châm chọc bây giờ cái giá cũng không nhỏ nhỉ có không ít nữ nhân bên cạnh nghe nói đổi hết người này đến người khác Như hữu đạo đáp lời đồn dừng lại ở trí giả ta không có phúc khí đó ta không phải trí giả nghe nói nếu không phải nhờ người ta đã chết ở thượng thanh tông lâu rồi hẳn là chuyện năm xưa còn có ẩn tình gì đồ hắn im lặng có một số việc không cần phải nói nữa nói ra sẽ chỉ thêm phiền phức ta chỉ thuận miệng nói thôi như hữu đạo cười cười còn có thể là ai muốn gây bất lợi cho mình ngoài những người kia đường tố tố cũng quỷ rồi hoàn toàn không còn cơn cứ gì để mà truy cứu nữa hắn mỉm cười nói lão đồ nhiều năm không gặp người cố ý tới gặp ta không phải chỉ vì thuận miệng nói mấy câu chứ ta đã tuyên bố trước chuyện gì ra chuyện ấy Thượng Thanh Tông là Thượng Thanh Tông, quan hệ của ta và ngươi là quan hệ của ta và ngươi. Nếu ngươi đến đây là để biện hộ cho Thượng Thanh Tông thì không cần, ta có suy tính của ta, ngươi nói cũng vô dụng. Việc này không đến lượt ngươi ra mặt, nếu là đến để ôn chuyện cũ, sẽ có rượu ngon chiêu đãi. Có vài chuyện khác, bảo người không liên quan tránh đi một chút. Con mắt duy nhất nhìn chằm chằm Ngân Nhi rồi nhìn sang Viên Cương. Với nhiều hữu đạo, Viên Cương không cần tránh, hắn không có bí mật gì mà hắn ta không thể biết. Còn Ngân Nhi, làm sao cho nàng ta chịu tránh ra được mới lạ. Hắn lắc đầu, không cần, có việc cứ nói thẳng, thấy hắn đã nói vậy, đồ hắn cũng không miễn cưỡng nữa. Có người muốn gặp ngươi, đi theo ta, ai muốn gặp ta còn bắt ta phải tự đi nữa, bảo người đó tới không được sao. Không được, đồ hắn từ chối thẳng, gần từng tiếng triệu hùng ca. Cuối cùng cũng đến rồi, con người nhiều hữu đạo hơi co rút lại, gặp ở đâu. Nghe cái tên này, trong lòng viên cương cũng run lên hắn ta đã từng nghe nói về đại danh vị kia đi theo ta là gặp được nguyệt điệp tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt trong phòng khách sạn đường nhi tô phá la nguyên công đường tố tố đều đang im lặng ngồi đó hôm nay có bao chuyện liên tiếp xảy ra khiến cho mấy người đều nặng nề đường tố tố phá vỡ sự im lặng chuyện của ta không có gì nghe các người nói thì nghiêu hữu đạo nghi ngờ chiều kính đã hủy sự trong sạch của trưởng môn đường nhi vừa thẹn vừa giận ta nói rồi không có chuyện gì ta chỉ gặp chiều kính hai lần một lần là khi bị bắt đi một lần là khi được thả ra ngoài ra không có bất kỳ tiếp xúc nào khác còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa các ngươi mới tin đường tố tố vỗ tay ghế đương nhiên chúng ta tin tưởng trưởng môn nhưng mấu chốt là người ta có tin tưởng không nếu thực sự xảy ra chuyện như thế dù sao ngài và hắn cũng có danh phận phu thê làm sao hắn chịu được chính trưởng môn cũng thừa nhận mình thực sự bị chiều kính nhốt riêng chuyện này vẫn cứ là khúc mắc trong lòng hắn nếu không nghi ngờ thì nói ra làm gì ai có thể làm chứng cho trưởng môn, chương 704, tiểu tử ngươi không biết xấu hổ à. Hai, đường Nhi, việc này dừng lại thôi, đừng nói nữa. Chuyện này phải dừng lại, còn bàn nữa, ra mặt nàng mỏng, chịu không nổi. Đường tố tố đau khổ nói, ta biết nói chuyện này ra sẽ khiến ngài khó xử, nhưng việc này không thể coi thường. Nói nhỏ, thì là nhục nhã hắn, nói lớn, thì có liên quan đến tiền đồ cả Thượng Thanh Tông. Lúc đầu ta không cho ngài đến, nhưng ngài nhất định phải rời bắc châu chạy tới giờ thì tốt rồi thượng thanh tông không còn đường lui nữa ta cũng không cần mặt mũi mà quỳ xuống rồi ngài lại vẫn ngại mặt mũi của mình theo ta thấy việc này trưởng môn phải tự chứng minh mình trong sạch đường nhi xấu hổ nói chuyện này nếu hắn không tin ta biết chứng minh làm sao chẳng lẽ muốn ta phải tự đến hầu ngủ la nguyên công và tô phá nhìn nhau đều xấu hổ loại chuyện này cũng chỉ có đường tố tố là nói được Hai người bọn họ là nam nhân, không tiện xen vào. Đường Tố Tố rủ mắt nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Muốn ta nói thì, trưởng môn chỉ cần bỏ mặt mũi tự tìm đến, chưa chắc đã không hay. Lại nói, vốn là phu thê, đây là chuyện đương nhiên, không ai nói được gì. Thực ra, có quan hệ phu thê rồi có lẽ là chuyện tốt. Ta không thể làm như vậy. Đường Nghi mới nói được một nửa, có tiếng đập cửa vọng vào. Được bên trong cho phép, một đệ tử bên ngoài đi vào chào rồi bẩm báo, trưởng môn, đệ tử vẫn theo dõi sách sạn thiên vận có truyền tin đến, nói rằng thấy đồ hán tới đó, rồi cùng như hữu đạo rời đi, còn có cả nữ nhân vẫn kéo quần áo hắn nữa. Mấy người đang ngồi nhìn nhau, đường tố tố nhìn tô phá, đồ hán này có ý gì? Tô phá hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp, là như vậy, năm xưa khi như hữu đạo còn bị giam, cơ bản là chỉ có một mình đồ hán ở đó, hai người cũng có chút giao tình. Ta dặn đồ hán đi tìm như hữu đạo năn nỉ một chút. Không sao đâu, không cần ngạc nhiên cũng không cần đi quấy nhiễu la nguyên công hỏi có tác dụng không tô phá đáp thử một chút cũng không sao bóng đêm thanh lãnh đồ hán dẫn nghiêu hữu đạo tới chỗ hẹt, nhưng không thấy triệu hùng ca đâu chỉ còn con phi cầm kia con phi cầm đứng trên tảng đá lớn quay sang nhìn bọn họ chằm chầm dưới ánh trăng hai mắt nó sáng ngời người đâu nghiêu hữu đạo hỏi quay phát đầu lại một bóng người bay vút tới một hán tử bẩn thỉu đáp xuống lưng đeo hồ lô rượu tay cầm một con lợn rừng chết ném ra một góc cách đó không xa. Phi cầm kêu lên một tiếng, bay lên, nhảy xuống, dẫm hai chân lên con lợn rừng kia, cúi đầu xuống mổ mổ tan nát xác con lợn, máu tươi vẫn còn chảy, hẳn là mới chết không lâu. Nhìn cảnh này, Ngân Nhi vô thức trốn sau lưng Nhiêu Hữu Đạo. Ngươi là Triệu Hùng ca, Nhiêu Hữu Đạo hỏi, nhìn người kia thật kỹ, không giống sao, Triệu Hùng ca cười cười, chăm chú nhìn Ngân Nhi, thế mà còn mang theo người tới gặp ta. Ai thế, vấn đề này thực khó trả lời nghiêu hữu đạo bỏ qua hai kệ nàng ta đi đã vậy thì bảo nàng ta tránh đi một chút ngân nhi vội kéo thắt lưng nghiêu hữu đạo lắc đầu quầy quẩy, không nghiêu hữu đạo cười khan quên đi vậy triệu hùng ca không cười nhìn chằm chằm ngân nhi lặp lại ta muốn ngươi tránh đi không ngân nhi rất kiên quyết triệu hùng ca không nói không rằng phất ống tay áo một cái một cỗ cương phong ập tới nghiêu hữu đạo giật nảy mình hai tay đẩy ra vận càn khôn đại na di cương phong hóa thành kình phong lực đạo cực mạnh triệt tiêu không còn. Triệu hùng ca quái dị nhận xét, quả nhiên có chút năng lực, khó trách ngươi dám phách lối. Ta cũng phải cân nhắc phân lượng của ngươi, tiền bối, như hữu đạo vội vàng ngăn lại. Hắn cũng là muốn tốt cho triệu hùng ca thôi, nếu chọc giận yêu vương này, chỉ sợ y không chịu nổi. Nhưng triệu hùng ca không để tâm, run tay áo, chọc ra một ngón tay, một đạo cương ảnh như trường thương phóng đến. Nghiêu hữu đạo vội lách mình tránh đi, nếu đối phương đã muốn tìm phiền phức, hắn cũng chẳng hơi đâu mà quản, biết đâu có thể nhân cơ hội này thoát được yêu vương. Âm một tiếng, Ngân Nhi vùa tay, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay xuống dưới núi. Nghiêu Hiếu đạo quay lại nhìn, trợn mắt há mồm, còn tưởng mình nhìn nhầm. Triệu Hùng ca cũng ngẩn ngơ, không ngờ Nghiêu Hiếu đạo sẽ mặc kệ sự sống chết của nữ nhân này, càng không ngờ nàng ta lại không biết hoàn thủ. Y lóe lên, đuổi kịp bóng người bị đánh bay kia, đỡ lấy nàng ta, đưa nàng lên núi, vội vàng xem xét thương thế ngư hữu đạo cũng vội bu lại thấy ngân nhi đã ngất đi thực sự hắn choáng váng mà thật hay giả đây yêu vương này lại không chịu nổi một đòn nói đùa sao a à, lại yêu tu a à, thế mà không có pháp lực may mà khả năng chịu đòn của nhục thân cũng không tệ triệu hùng ca lẩm bẩm vội lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng ngân nhi thì pháp giúp nàng nuốt xuống rồi ngẩng đầu nhìn ngư hữu đạo tiểu tử ngươi không biết xấu hổ à ngươi có còn là nam nhân không chỉ biết chạy trốn cho mình để lại một nữ tử yếu đuối nhận lấy cái chết. Nàng ta là nữ tử yếu đuối, như hữu đạo chỉ vào ngân nhi hú lên quái dị như gặp phải nỗi oan lớn tay trời. Nàng không phải, chẳng lẽ là ngươi sao, ngươi có thù với nàng cũng không cần phải mượn tay ta. Ta không giết người vô danh không oán không cừu. Như hữu đạo không còn gì để nói, không tranh cãi với triệu hùng ca, cũng không muốn để lộ ra thân phận thực sự của ngân nhi. Tóm lại, chính hắn cũng không hiểu, nếu không phải nữ nhân này vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải yêu vương bị người ta đánh cháo rồi không? Triệu Hùng ca đưa tay ra, để đồ hán tới chăm sóc người trong tay. Đồ hán đi tới, y rời tay, đứng lên hỏi, nữ nhân này là ai mà cứ bám lấy ngươi? Tiểu tử ngươi rất gian trá, có phải muốn dẫn phiền phức nào tới cho ta không đấy? Vừa rồi, Ngân Nhi không kịp tránh đã bị y đánh ngất. Như Hữu đạo muốn nói lại thôi, cuối cùng đành khoát tay, việc này nói với ngươi cũng không rõ ràng ngươi không nên hỏi nói chuyện chính đi gọi ta tới làm gì ý của hắn tức là triệu hùng ca cố tình chạy đến đây không phải để quan tâm chuyện khác triệu hùng ca hỏi lại sao hả trong lòng ngươi biết rõ cần gì giả vờ hồ đồ nghiêu hữu đạo tự ngươi muốn làm thế đừng nhất quyết đổ xuống đầu ta triệu hùng ca ngươi và ta đều xuất thân từ thượng thanh tông dẫu sao cũng không bỏ được cần gì lừa mình dối người chứ nghiêu hữu đạo đó là do ngươi không thể ta sớm đã bỏ xuống rồi Triệu Hùng ca đột nhiên ra tay, đoạt lấy kiếm từ tay Ngưu Hữu Đạo. Nửa thanh kiếm được rút, phát ra tiếng keng, dưới ánh trăng chiếu rọi, có thể thấy rõ bốn chữ Bích Huyết Đan Tâm một. Triệu Hùng ca trả kiếm vào bao, ném ngược lại cho Ngưu Hữu Đạo, kiếm của Đông Quách Hạo Nhiên. Nếu ngươi thật sự bỏ xuống thì tại sao thanh kiếm này bầu bạn với ngươi lâu như vậy? Một Bích Huyết Đan Tâm, máu đổ vì chính nghĩa lòng trung thành sắt son. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm xuống đất, ngươi đã nghĩ như vậy, ta còn có cách nào chứ? triệu hùng ca ta đến đây rồi ngươi phải cho ta câu trả lời thỏa đáng đồng thời cho thượng thanh tông một lời giải thích bằng không sẽ chẳng qua được cửa ải ta đâu ngươi uy hiếp ta ư không phải uy hiếp ngươi mà là thanh lý môn hộ ngươi đã sớm bị thượng thanh tông đuổi ra khỏi cửa thanh lý môn hộ gì chứ bênh vực kẻ yếu không được sao được đầu ngươi to thì ắt phải xoay cổ thật mạnh đương nhiên được chứ ta chỉ thấy lạ là ngươi đã có lòng sao không tự mình đứng ra Dựa vào thực lực của ngươi, chẳng lẽ không dễ dàng hơn ta à? Sao phải ép ta làm trâu làm ngựa? Bớt nói này nói nọ đi, trong lòng ngươi hiểu rõ, thân phận của ta rất khó xử, có quan hệ mập mờ với ma giáo. Năm đó ta đại khai sát giới, đắc tội nhiều người, ai nấy đều cho rằng ta là người của ma giáo. Bởi vì lo ngại thân phận ma giáo của ta nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu ta ngang nhiên trở về Thượng Thanh tông thì chỉ khiến nơi đó rước lấy phiền toái thôi. Chương 705, yêu lực chẳng lẽ ngươi không phải là người bên ma giáo? Ta có quan hệ không nhỏ với ma giáo, nhưng chưa từng gia nhập vào đó. Tiền bối, ngươi lo ngại, ta cũng lo ngại, át hẳn tiền bối biết tình cảnh trước mắt của ta. Năm đó, ngươi không thể không biết chuyện xảy ra giữa Thượng Thanh Tông và Ninh Vương Thương Kiến Bá, ta phải rũ sạch quan hệ với Thượng Thanh Tông, đồng thời không thể không quan tâm đến sự sống chết bên Nam Châu, bằng không biết phải dùng bao nhiêu mạng người để lấp đầy cái hố này. Ban đầu ta vốn không quá chú ý đến ngươi, bây giờ sự thật đã chứng minh ngươi có năng lực ta nghĩ ngươi sẽ có cách để cân bằng con người không thể đi ngược tình thế ta chỉ có thể chu toàn trong khuôn khổ dưới áp lực lớn đến thế ta biết lấy gì cân bằng đây thượng thanh tông tan giã là chuyện sớm muộn một khi ngươi buông tay lòng người bên thượng thanh tông sẽ hoàn toàn tan tác cả phái không còn đường lui ta cũng không thể nào để ngươi có đường lui triệu hùng ca nói câu này rất rõ ràng nếu nghiêu hữu đạo nhà ngươi không ra tay tương trợ ta sẽ không bỏ qua đồ hán đang trông chừng ngân nhi bỗng ngẩng đầu lên để ý phản ứng của nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo tỏ vẻ bình tĩnh ánh mắt hắn trông ra nơi tối tăm ở đằng xa tiền bối muốn bảo vệ thượng thanh tông hay đám người của thượng thanh tông triệu hùng ca có gì khác nhau sao nếu không có người thượng thanh tông có còn là thượng thanh tông không chẳng lẽ ta và ngươi không phải người của thượng thanh tông à nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại triệu hùng ca quay đầu nhìn hắn hơi kinh ngạc thằng nhãi này đang thừa nhận mình là người của thượng thanh tông nhưng y vẫn không hiểu nổi hỏi lại ngươi có ý gì ngưu hữu đạo ta ở đây thì thượng thanh tông cũng ở đây ta hưng hai ắt thượng thanh tông sẽ hưng hai hưng một nghĩa là sáng lập một nghĩa là đứng dậy bắt đầu lại hắn rút nửa thanh kiếm ra soi bốn chữ bích huyết đan tâm dưới trăng cho triệu hùng ca xem thế cục thiên hạ trùng trùng điệp điệp thuận theo thì hưng đối nghịch tất phong ngươi không có năng lực chống lại thế cục thiên hạ vậy thì ôm một chút hy vọng cũng không ích gì phải mưu tính đường ra thôi cố chấp không buông biết rõ đường chết mà vẫn bước tiếp thì tất cả mọi người chỉ có thể ôm nhau chết chung mà thôi dẫu biết tàn khốc nhưng lúc nên buông tay thì nên buông cầm lên được thả xuống được bỏ đi thì mới có lại thượng thanh tông đi đến bước đường ngày hôm nay không thể trách ai cả cần phải trả giá rất nhiều ta tặng tiền bối một câu không phá đi ắt không lập lại được keng trường kiếm trở về bao một cách dứt khoát như tấm lòng kiên quyết của hắn triệu hùng ca im lặng y hiểu lời hắn nói thượng thanh tông có biến mất cũng chẳng sao chỉ cần ta hưng thịnh bất kỳ lúc nào cũng có thể dựng lại thượng thanh tông đồ hắn cúi đầu tâm trạng lẫn sắc mặt hắn ta đều nặng nề triệu hùng ca bỗng cất tiếng cười hay cho kẻ giam nhọn miệng sắc ta nói để ngươi phục trái lại biến thành ngươi thuyết phục ta quả nhiên đông quách hạo nhiên đã thu nhận được một đồ để tốt thảo nào có thể phá tan tầng tầng lớp lớp hiểm trở để đứng vững tốt ta thừa nhận mình bị ngươi thuyết phục đấy Như hữu đạo nghe vậy thì mừng thầm vội hỏi, chẳng phải ta thuyết phục được tiền bối đâu, mà là tiền bối hiểu đại cuộc. Bày đặt ra vẻ, người đừng vui mừng quá sớm. Triệu Hùng ca đồng thời xoay người lại, nhìn chăm chăm hắn, người như ta rất hay làm việc theo cảm tính, không bình tĩnh và lý trí được như ngươi, nói khó nghe một chút thì là tuyệt tình. Nếu ta được như ngươi thì năm đó đã không bị đuổi khỏi Thượng Thanh Tông. Từ nhỏ sư phụ đã nuôi ta khôn lớn, đối đãi ta ơn nặng như núi, vì vậy ta không thể trơ mắt nhìn đám người Thượng Thanh Tông chết. Cho bọn họ một con đường sống, chỉ cần làm bấy nhiêu đó, ta sẽ không ép ngươi nữa. Nghiêu hữu đạo im lặng một hồi rồi gật đầu, ta sẽ thử xem. Ta khiến ngươi đồng ý rồi. Triệu hùng ca một mực chắc chắn, y không để hắn giải thích, trực tiếp chuyển sang đề tài khác, ngươi gây phiền toái cho triều kính à. Nghiêu hữu đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bên cạnh ta có người của ma giáo sao? Triệu hùng ca lắc đầu, không hẳn là người ma giáo, cho dù đã từng thì sau này cũng thoát ly rồi, về phần tại sao như thế thì nó liên quan tới chuyện riêng tư của người ta, ta nói thêm cũng không hay. Tuy nhiên, ta có thể cam đoan với người rằng chỉ có một nguyên khiến hắn ta ở lại bên cạnh Hồng Nương, đó là bảo vệ bà ta chứ chẳng có ác ý gì cả, tất cả chỉ vì bảo vệ bà ta. Tóm lại ngươi có thể yên tâm rồi, vì ngươi, cũng là vì Hồng Nương, tốt nhất đừng động đến hắn. Giữ hắn lại, trong tình huống cấp thiết, người sau lưng hắn sẽ ra tay giúp các ngươi. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, về phần nên làm thế nào thì ngươi tự lo ta sẽ không tham gia vào chuyện này chuyện này khá thú vị nghiêu hữu đạo cân nhắc một lát rồi cười khà khà xem ra vẫn luôn có kẻ bảo vệ cho hoa nhưng ta không thể nào hiểu nổi nếu đã có năng lực ấy tại sao không đón hồng nương về với mình để bảo vệ triệu hùng ca không nói tiếp nữa những gì nên nói thì ta đã nói rồi ngươi tự giải quyết cho ổn đi nghiêu hữu đạo lại chỉ vào đồ hán hắn thì sao là nội gián do ngươi cài vào thượng thanh tông à triệu hùng ca giải thích qua loa trước kia hắn từng là hộ vệ bên người ninh vương thương kiến bá sau này bị thương tật trong lúc ta chữa thương cho thì phát hiện hắn thích hợp với việc tu luyện nên thu nhận luôn làm đồ đệ chưa kịp đưa hắn về thượng thanh tông thì ta xảy ra chuyện rồi đành phải giao hắn cho tô phá bây giờ trong thượng thanh tông chỉ có duy nhất tô phá biết điều đó nghiêu hữu đạo cất tiếng ồ không kiềm được mà nhìn đồ hán thêm mấy lần chuyện nên nói thì ta nói rồi chuyện không nên nói cũng đã nói hết được rồi đi đây đừng quên chuyện mà ngươi đã đồng ý với ta. Triệu Hùng ca cất tiếng thở dài, tâm trạng của hơi muộn phiền, tất cả cũng vì câu nói kia của Ngưu Hữu Đạo, không phá đi át không lập lại được. Ngưu Hữu Đạo bỗng cất tiếng ho, chỉ vào Ngân Nhi đang nằm hôn mê dưới đất, tiền bối, người đưa nữ nhân này theo đi. Triệu Hùng ca ngạc nhiên, ta không thân không quen với nàng ta, đưa theo làm gì. Ngưu Hữu Đạo coi như ta tặng lễ gặp mặt cho tiền bối. Tặng nữ nhân, Triệu Hùng ca sửng sốt, sắc mặt hơi trầm xuống, không hưởng nổi đâu. Chuyện thấp hèn vô sỉ thế này, ta khuyên ngươi bớt làm hộ cái. Ngươi về đi, đồng thời, y vẫy tay với đồ hán. Đồ hán đứng lên nói, sư phụ, trên người yêu quái tu hành này có hai loại yêu khí. Như hữu đạo đã sớm biết điều đó nên không thấy lạ. Hai loại yêu khí, triệu hùng ca lẩm bẩm bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh ngân nhi rồi làm phép điều tra. Sau khi tra rõ, y kinh ngạc, chẳng lẽ là yêu lực trong truyền thuyết. Nghiêu hữu đạo ngạc nhiên, bước tới hỏi, yêu lực gì thế? Triệu Hùng ca nói, ta thấy trong biển tịch ma giáo. Theo truyền thuyết, sau khi thực lực của yêu quái tu hành đạt tới cảnh giới nhất định thì yêu khí trong cơ thể sẽ thăng cấp thành yêu lực khiến thực lực tăng lên nhiều hơn. Quái lạ, cơ thể nàng ta không hề có dấu hiệu tồn tại pháp lực, tại sao lại thế này? Y ngừng đầu hỏi, rốt cuộc nữ nhân này là ai? Nghiêu hữu đạo xoa tay, cười khổ ta cũng không biết, nhặt được trên đường đấy nàng ta quấn lấy ta đến chết không tha ta cũng đau đầu hay là ngươi đưa nàng ta về dãy núi yêu ma vừa khéo có thể lấy ra rồi từ từ nghiên cứu triệu hùng ca đã sớm nhận thấy hắn không có ý tốt y không thèm trúng kế hắn đâu mặc kệ hắn y đứng dậy kêu phi cầm nhảy tung lên rồi biến mất cùng nó trong bóng đêm mịt mờ tiền bối nghiêu hữu đạo kêu lên nhưng vô dụng vừa quay đầu lại hắn đã phát hiện đồ hắn cũng vút bay đi rồi hiện giờ chỉ còn mỗi hắn đứng đấy hắn đi quanh ngân nhi vài vòng Cuối cùng từ từ rút bảo kiếm ra. Dưới ánh trăng sắc lạnh, kiếm khí như muốn người ta nhân cơ hội chém giết để trừ tai họa về sau. Chương 706, bí ẩn 1, nhưng đúng lúc này, Ngân Nhi đột nhiên mở mắt, dưới ánh trăng, xung quanh điệp cốc đã bị một lượng lớn đệ tử vạn thú môn canh gác, không để bất kỳ kẻ nào tới gần. Bầu không khí ở đây tương đối khác thường, gần như toàn bộ cấp cao thuộc vạn thú môn dốc hết sức mạnh, tề tựu bên ngoài điệp cốc. Cả đám dùng sắc mặt nặng nề để nhìn cánh cổng tiến vào thế giới kỳ ảo cánh cổng ấy tựa như một lớp màn nước. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, xế chiều hôm nay, cánh cổng tiến vào thế giới điệp mộng kỳ ảo nên đóng kín mít, nhưng lần này lại phát sinh trường hợp khác thường. Cổng vào thế giới kỳ ảo không hề đóng kín, chỉ khép hờ mà thôi. Không bao lâu sau, tấm màn nước dao động như có sóng gợn, 10 đệ tử vạn thú môn mạo hiểm đi vào điều ra rồi đi ra. Một kẻ tiến lên bẩm báo, trưởng môn, ra vào bình thường, bên trong thế giới kỳ ảo cũng rất bình thường, không có gì khác thường cả trưởng môn tây hải đường trầm giọng nói ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không không ai có thể đưa ra đáp án có người nhắc đến chuyện phải chăng có liên quan tới đợt la sát lần này triều kính lập tức phản bác người có ý gì đợt la sát đâu phải chỉ có lần này trước kia cũng từng có tại sao không hề xảy ra chuyện gì không có căn cứ thì đừng có nói lung tung sao hắn ta có thể tùy tiện gánh trách nhiệm chứ hắn ta ngoảnh lại nói với tây hải đường trưởng môn chỉ e hiện tượng khác thường này sẽ không tránh được việc kinh động tới chín vị trí tôn kia. Gò má Tây Hải đường căng ra, phái người ở lại canh gác xem thử, có gì khác thường lập tức bẩm báo. Trong khách điếm, quản phương nghi quanh quẩn tại phòng nghiêu hữu đạo, thỉnh thoảng bước đến bên cửa sổ rồi kiếng chân nhìn ra xung quanh. Chuyện nghiêu hữu đạo rời khỏi không giấu được bà ta, hắn vừa ra cửa, bà ta đã đi theo, hỏi hắn đi đâu, hắn không nói, đồng thời không để cho bà ta đi cùng. Theo như quản phương nghi, như hữu đạo lén lút ắt là có chuyện gạt mình cho nên bà ta vẫn luôn ngồi chờ trong phòng hắn về phần một nữ nhân cứ chui vào phòng nam nhân điều đó có ảnh hưởng đến danh tiết linh tinh hay không ngay từ đầu bà ta đã không màng tiếng thơm của bà ta vốn đã lan xa chuyện qua đêm với những nam nhân khác nhau trong mấy năm qua chỉ là chuyện thường làm sao lại đi sợ chuyện này chứ ngày thường nam nhân còn tránh bà ta không kịp sợ bà ta làm hỏng thanh danh của mình quản phương nghi quanh quần một hồi bên ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân truyền vào viên cương đột ngột mở cửa rồi tránh đường kế đó ngư hữu đạo bế một người vào đấy là ngân nhi trên mặt ngân nhi có vết máu thấy rõ nàng rúc vào lòng ngư hữu đạo như một con mèo nhỏ với dáng vẻ gầy yếu rõ ràng là bị thương nặng quản phương nhi kinh ngạc hỏi sao lại thế này ngư hữu đạo đặt ngân nhi nằm ngang trên giường khi hắn đứng dậy bàn tay nàng túm lấy quần áo hắn không tha ánh mắt yếu ớt đến mức đáng thương không đi không đi nữa nghiêu hữu đạo an ủi rồi mạnh mẽ tách đầu ngón tay nàng ra bỏ bàn tay nàng xuống cuối cùng cảnh cáo lại không nghe lời ta không cần nàng nữa trước kia hắn không dám cứng rắn với nàng như vậy phải thế thì ngân nhi mới ngoan ngoãn buông tay ánh mắt nàng nhìn chăm chăm vào nghiêu hữu đạo dường như sợ hắn chạy mất hay nghiêu hữu đạo đứng thẳng dậy cất tiếng thở dài quản phương nghi lại hỏi sao nàng ta lại thế này nghiêu hữu đạo tự ngươi nhìn đi bị người ta đả thương đó Hả? Quản Phương Nhi bị dọa không ít, ai có năng lực lớn đến mức có thể đả thương nàng ta vậy. Viên Cương cũng giật mình, nhưng hắn ta mơ hồ hoài nghi một mục tiêu, bởi vì hắn ta biết Nhiêu Hữu Đạo từng gặp Triệu Hùng Ca. Không nói chuyện này nữa, Nhiêu Hữu Đạo vẫy vẫy tay, chuyện này nói ra cũng không ổn, bằng không có lẽ hắn phải dẫn Quản Phương Nhi đến gặp Triệu Hùng Ca mất. Kẻ có thể đả thương người thuộc Thánh La Sát cũng không ít, làm sao Quản Phương Nhi có thể kiềm được lòng tò mò, bà ta nhất quyết dây dưa không buông, đừng mà, nói đi nào nghiêu hữu đạo im lặng một lát trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ tự diếu triệu hùng ca ấy quản phương nghi sừng sốt tỏ vẻ khó tin triệu hùng ca đến đây hả ngươi đi gặp hắn rồi sao thực lực của triệu hùng ca mạnh đến mức này hả có thể đả thương nàng ta ư bà ta quay đầu nhìn ngân nhi nghĩ tới việc nàng còn sống sót trở về vội vàng hỏi lại triệu hùng ca bị thương hay chết rồi nghiêu hữu đạo hắn vẫn ổn có thể xảy ra chuyện gì chứ quản phương nghi không tin sao lại thế được Bà ta từng đấu với thánh la sát nên có lý do để tin, triệu hùng ca cũng phải kiêng kỵ thiên kiếm phù của nàng ấy đến ba phần, mà trước mắt có thể ngân nhi không nhận ra mình có thiên kiếm phù, làm sao triệu hùng ca có thể là đối thủ của nàng ấy chứ. Trước đó nghiêu hữu đạo cũng chẳng tin, nhưng sự thật đã chứng minh đúng là như vậy. Nếu không nhờ triệu hùng ca nhắc đến yêu lực, khiến hắn hiểu ra điều gì đó thì lần này, suýt chút nữa hắn đã nhân cơ hội giết chết ngân nhi hỏng diệt trừ tai họa về sau. Khi hắn sắp đẩy ngân nhi vào chỗ chết, nàng không hề có sức phản kháng, trải qua lần thăm dò ấy đã khiến hắn thật sự hiểu rõ một chuyện. Vị thánh la sát này không phải là giả, mà do thực lực của nàng không có trạng thái yêu tà, hẳn là có liên quan đến việc hắn hóa giải yêu khí kỳ quái trong người thánh la sát, đồng thời nhờ triệu hùng ca nhắc tới yêu lực nên hắn mới hiểu ra. Trước đó bị yêu vương hồn nhiên ngây thơ, yếu đuối mỏng manh đẩy vào tình huống kinh hãi, đơn thuần chỉ là do hắn tự dọa mình thôi. Ngân nhi người ta không hề phức tạp, chính ý nghĩ của bọn hắn mới linh tinh cũng không phải người ta giả vờ đơn thuần mà thật sự người ta không nhớ rõ gì cả vừa ra khỏi trận pháp trong mắt thì trí nhớ rõ ràng có vấn đề rồi sau khi hóa giải yêu lực hóa thành hình người người ta càng giống như tờ giấy trắng khi sự an toàn không còn bị uy hiếp nữa như hữu đạo không thể không đối mặt với một vấn đề dù là thương tụng cũng được ly ca cũng được tại sao phải nhốt yêu vương này vào trận pháp trong mắt rõ ràng là bất kỳ ai rơi vào trận pháp ấy mở được đường thoát thì đều phải thả yêu vương ra tương đương với việc khiến yêu vương đạt được sinh mệnh mới. Thương tụng hay Ly Ca làm vậy với dụng ý gì? Vấn đề này thật sự làm người ta khó hiểu, thương tụng và Ly Ca cũng không đưa ra đáp án. Như hiểu đạo mơ hồ cảm thấy có thể là đáp án nằm trên người yêu vương, nhưng vị yêu vương này chẳng nhớ gì cả, liệu có thể hồi phục trí nhớ không đây? Trận pháp, mộ cổ, gương đồng, trận pháp tại thế giới ảo điệp mộng đều được phong ấn trong người yêu vương. Thương tụng phá trời, hai phu thê họ đi đâu? tại sao y và hầu tử lại đến nơi cổ mộ này dường như tất cả mọi chuyện đều liên kết với nhau người phá giải được hương đồng thì mới có thể tu luyện càn khôn quyết đồng thời cũng có thể tìm được hành cung thế giới ảo sau khi tu luyện càn khôn quyết vừa khéo sẽ có năng lực hóa giải yêu khí kỳ lạ trong cơ thể thánh la sát rõ ràng điều này không hề trùng hợp đủ chuyện như thế hắn rõ ràng cảm giác được hình như một loạt năng lực mà người nào đó chuẩn bị cho yêu vương cũng chính là chuẩn bị cho hắn Ngân Nhi đã không còn tạo thành uy hiếp với hắn, hắn có thể hóa giải luồng yêu khí quái dị, ở một mức độ nào đó đã khống chế được Ngân Nhi. Liên tưởng đến mấy chuyện này, hắn không tài nào hạ sát nàng được nữa. Nếu không phải vân cơ tham gia, hơn nữa còn mạo muội ra tay, có lẽ trước kia hắn sẽ đối mặt với mấy vấn đề này. Sao lại không thể chứ? Người ta có kinh nghiệm đánh nhau hơn hẳn nàng ấy ma. Như hiểu đạo thuận mồm lừa bà ta cho xong, hắn không nói ra chuyện bây giờ rất dễ ức hiếp Ngân Nhi. Nếu để bà ta biết, bà ta nhất định sẽ không để hắn giữ Ngân Nhi ở lại bên cạnh, giữ lại bên cạnh sẽ dễ rước lấy phiền toái. Người còn không có cách nào giải thích nguyên nhân phức tạp trong đó, liên lụy tới bí mật làm người hai kiếp của hắn nên cũng không tiện nói cho người biết được. chương 707, Bí ẩn 2, Quản Phương Nhi tỏ vẻ hoài nghi, rõ ràng có chỗ nghi ngờ. Nhiều hữu đạo chuyển sang đề tài khác, hỏi bên kia chuẩn bị xong chưa? Quản Phương Nhi, xong rồi, bất cứ lúc nào cũng ra tay được, bây giờ à? nghiêu hữu đạo đêm khuya yên tĩnh dễ khiến người ta chú ý hắn ta sẽ không dễ dàng ra ngoài thành vạn tượng không phải nơi để ra tay sáng mai đi quản phương nghi vuốt cằm lại hỏi vì sao triệu hùng ca đến gặp ngươi nghiêu hữu đạo cười khổ còn vì cái gì nữa đơn giản là vì thượng thanh tông ngươi đồng ý rồi à không có tạm thời gạt hắn nói đến triệu hùng ca quản phương nghi không khỏi nhắc tới một chuyện khác giữa hắn và trần bá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nghiêu Hữu Đạo, hắn không nói rõ, ta nghe ra hàm ý trong lời hắn, hình như là tình nhân cũ nào đó phái người tới bảo vệ ngươi. Quản Phương nghi trợn to mắt, nói đàng hoàng đi, Nghiêu Hữu Đạo, không đùa đâu. Quản Phương nghi, tình nhân cũ của ta nhiều đến mức ngay cả ta cũng không nhớ rõ, hắn có nói là kẻ nào không? Nhiều đến mức không đếm được à. Nghiêu Hữu Đạo hơi sừng sốt rồi dựng thẳng ngón tay cái với bà ta, ý khen bà ta châu bò. Hắn lắc đầu, không nói, nhưng ta đoán là người ma giáo. Tự ngươi ngẫm lại xem tên nào có khả năng lớn nhất, ta cũng muốn biết là ai." Ma giáo, quản phương nghi trầm ngâm, cân nhắc suy tư rất lâu rồi nói với vẻ không hiểu, nếu bảo vậy thì đúng là khó đoán, sau khi ma giáo bị trọng thương, phần lớn thành viên mang thân phận đều ẩn nấp, ai biết kẻ nào thuộc ma giáo, kẻ nào không. Ngưu hiểu Đạo có thể là kẻ qua lại với Triệu Hùng ca, đồng thời khiến Triệu Hùng ca không dám nói, ắt hẳn địa vị của kẻ đó ở ma giáo không hề nhỏ. Ngươi tập trung vào mấy nhân vật cấp cao trong ma giáo rồi suy nghĩ xem, Trần Bá tìm được kẻ đó trước ngươi, quan hệ của kẻ đó với ngươi không hề nhỏ, ví dụ như quan hệ xảy ra giữa nam và nữ, ngươi ngẫm lại xem có hay không. Quản Phương Nghi, đừng nói là 30 năm trước, cho dù là cấp cao thuộc ma giáo hiện giờ, ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp kẻ nào, sao có thể liên tưởng đây? Viên Cương quay đầu nhìn sang một phía, chịu không nổi hai kẻ đem chuyện nam nữ ra nói một cách tùy ý, không xem ai ra gì kia nghiêu hữu đạo vốt cằm tò mò nói nhỏ là ai nhỉ ta nói rồi đây là dự đoán của ngươi hay chính triệu hùng ca chỉ rõ kẻ đó là người của ma giáo hắn chưa từng nói là người ma giáo chỉ nói trần bá vốn là người ma giáo sau này rời khỏi ma giáo nghiêu hữu đạo thuật lại sơ sơ lời nói của triệu hùng ca quản phương nghi nghe xong thì tỏ vẻ khinh thường không tin ngay từ đầu không phải ngươi hiểu lầm đấy chứ chính triệu hùng ca lấy lão nương ra đùa ngươi đấy nếu thật sự có nam nhân tình thâm nghĩa trọng với lão nương như vậy, chẳng lẽ lại bỏ mặc ta, để ta ở kinh đô nước tề cấu kết làm bậy với nam nhân khác à? Có năng lực thì đã sớm đón ta đi rồi, cũng phải, như hữu đạo nói thầm, đây cũng là chỗ hắn nghĩ không ra, rõ ràng có dấu hiệu chứng minh người sau lưng trần bá có thực lực không nhỏ, hơn nữa cũng không phải nhân vật tầm thường. Việc này càng nghĩ càng mâu thuẫn, nghĩ không ra đáp án, đành phải tạm gác lại. Đợi quản phương nghi rời khỏi, viên cương đỡ cầm ngân nhi đang nằm trên sạp rồi hỏi thật sự là triệu hùng ca đã thương ạ nghiêu hữu đạo đáp ừ kể hết chân tướng mọi chuyện cho hắn ta và nguyên nhân mình đưa nàng về viên cương nhân mày đồng thời xa vào sự bí ẩn ấy nghiêu hữu đạo nào còn có thể là nghiêu hữu đạo nào nữa là tên ở nam châu nước yến đấy ngày hôm qua ta tận mắt nhìn thấy hắn đi ra khỏi thế giới ảo cùng với cháu của triều trưởng lão giọng nói loáng thoáng trên hành lanh dần đi xa Lục Thánh đang ngồi xếp bằng trên giường đột ngột mở to hai mắt. Hắn ta nhẹ nhàng nhảy xuống sạp, đi đến trước cửa sổ rồi hé mở, quan sát bên ngoài một chút. Sắc trời dần sáng, đầu đường liên tục có người buôn bán nhỏ lui tới. Hắn ta quay đầu, nhanh chóng thay hình đổi dạng, chuẩn bị đơn giản một chút rồi mở cửa ra, rời khỏi khách điếm, đi thẳng đến cảnh giới tứ chu. Nghiêu hữu đạo và triều thắng hoài đi với nhau là có ý gì? Nói hưu nói vượn nói hư nói vượn thì tại sao lại vừa khéo nói hai kẻ đó tụ lại một chỗ chứ hắn ta không biết liệu triều thắng hoài có xuống tay với nghiêu hữu đạo hay không nhưng hắn ta đã nhận ra nguy hiểm bởi vì còn tồn tại một khả năng khác ấy chính là hai kẻ đó kết giao thành một phe dựa vào thủ đoạn của nghiêu hữu đạo thì hoàn toàn có khả năng này nếu là vậy không biết triều thắng hoài có nói chân tướng cho hắn biết không lục thánh hiểu rõ nghiêu hữu đạo là hạng người gì nếu như vạn thú môn phối hợp với hắn thì mình tiếp tục ở lại thành vạn tượng sẽ rất nguy hiểm dù thế nào đi nữa bây giờ hắn ta sẽ tránh khỏi nơi đầu gió tránh trước rồi nói hắn ta ra khỏi thành tránh những chỗ vừa nhìn đã thấy mãi đến khi dễ dàng ẩn nấp ở vùng núi hoang vắng thì vầng trăng cong cong đã hiện lên từ phía chân trời lục thánh vừa xông vào núi thì đã có ánh lửa dấy lên trên sườn núi bên phải ngay trước mắt có đốt một đống lửa trại khiến hắn ta nhìn rõ từng người ngồi bên ánh lửa ấy nghiêu hữu đạo cầm cành cây trên tay chọc vào ngọn lửa nghiêng đầu nhìn kẻ xâm nhập vào đây rồi mỉm cười nụ cười thần bí mà quỷ dị đối với lục thánh trung gương mặt quen thuộc ấy khiến hắn ta bất ngờ không kịp phòng bị thậm chí con tim lạnh lẽo cũng run lên nhưng hắn ta vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như cũ ôm ấp hy vọng giả vờ như không biết tiếp tục vút bay lục huynh gặp nhau mà huynh không nhận ra à nghiêu hữu đạo làm phép âm vang giọng nói trần bá xuất hiện ngay trong rừng cản đường lục thánh trung lại ép hắn ta phải đáp xuống lục thánh trung vừa nhìn tốc độ phản ứng của đối phương thì đã biết mình không phải đối phủ nhờ đó hắn ta cũng chứng minh được rằng như hữu đạo thật sự có chuẩn bị trước muốn nhắm thẳng vào hắn ta khiến hắn ta chui đầu vào lưới không chạy thoát nổi hắn ta liên tục phản bội cũng vì thức thời lần này hắn ta vẫn thức thời như hữu đạo tự mình ra tay sao có thể mặc hắn ta chạy thoát chứ cho nên hắn ta không hề giấy dụa một cách vô nghĩa vô vị Đối diện với Trần Bá mặt lạnh đang đứng trên ngọn cây, Lục Thánh Trung từ từ quay đầu, nhìn nghiêu Hữu Đạo đang ngồi nơi sườn núi và chăm chút lửa trại với vẻ không hề để ý. Hắn ta tung người lên, lách mình bay tới, đáp xuống bên ngọn lửa, khoanh chân ngồi đối diện với nghiêu Hữu Đạo, giơ tay xé lớp ngụy trang trên mặt xuống rồi cười khổ, đạo ra, tình cờ nhỉ? Cho tới bây giờ, làm sao hắn ta có thể không hiểu chứ? Đoạn đối thoại ở khách điếm vốn chỉ nói cho hắn ta nghe, bước dây động rừng nhằm ép hắn ta ra khỏi thành vạn tượng bởi vì ở trong thành không tiện ra tay điều khiến hắn ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là đối phương lại có thể đoán được chắc chắn sau khi ra khỏi thành hắn ta sẽ đi về hướng này nên mới chờ sẵn ở đây tức là họ đã nắm chính xác đường đi của hắn ta phải nói là rất tình cờ nghiêu hữu đạo ngẩng đầu lên đã lâu không nghe được tin tức từ huynh tưởng đâu huynh chết trong tay thiệu bình ba rồi không ngờ lại gặp huynh ở đây dẫu sao cũng từng quen biết đến đây mà không chào hỏi thì chẳng hay cho lắm Lục Thánh Trung, sao người phát hiện ra ta thế? Nhờ chiều thắng hoài à? Nghiêu hữu đạo vẫy tay về một phía, Hầu Kinh Thiên lập tức hiện thân trong rừng. Sau khi thấy người, Lục Thánh Trung hoàn toàn không còn gì để nói. Rất lâu sau, hắn ta mới quay đầu, buồn bực hỏi, bọn họ là người của ngươi à? Nghiêu hữu đạo, xem như là vậy. Chu Giang, ha ha, vậy mà cũng đâm đầu vào, huynh đúng là đủ xui xẻo. Lục Thánh Trung ngửa mặt lên trời rồi thở dài, chỉ có thể nói là do vận khí của ta không tốt chương 708, Linh Thú, Nghiêu Hiểu Đạo, ở đâu ra nhiều vận khí thế, cho dù không có chuyện đấy, Huynh tưởng nhờ Triều Thắng Hoài đối phó ta là Huynh có thể trốn được sao? Thật ra trong lòng Huynh vốn có một nhận định, cảm thấy chưa chắc Triều Thắng Hoài đã là đối thủ của ta, vì thế Huynh mới giả mạo Chu Giang để tiếp tay, nếu thật sự nắm chắc thì cần gì vẽ vời thêm chuyện. Huynh tưởng Triều Thắng Hoài thất thủ rồi sẽ không biết Huynh là ai, đồng thời ta cũng không đoán được là ai đang dở trò à. Đừng nói tới chuyện dụ Huynh ra đây chỉ cần huynh còn ở thành vạn tượng, huynh có tin rằng bất cứ lúc nào ta cũng có thể bảo vạn thú môn phong tỏa cả thành một lượt, sàng lọc ép huynh phải bước ra. Ta có rất nhiều cách để ép huynh ra mặt, huynh tưởng mình chạy được à. Hắn ném nhánh cây vào giữa ngọn lửa, chuyện của riêng huynh, đừng trách móc vận khí gì cả. Nói vậy chứ thiệu bình ba cho huynh dũng khí lớn bao nhiêu mà dám một mình một ngựa tới tìm ta gây sự vậy hả? Ta cũng không còn cách nào, ta nghi ngờ mình trúng khổ thần đan của hiểu nguyệt các. Lục thánh trung đầy đau khổ, kể lại những chuyện đã trải qua và nguyên nhân bất đắc dĩ nghiêu hữu đạo thì ra là thế làm khó huynh rồi lục thánh trung nếu ngươi có cách giúp ta giải độc ta sẽ quay về bên cạnh thiệu bình ba để làm nội gián cho ngươi hỏng lập công chuộc tội nghiêu hữu đạo huynh tưởng huynh ra tay với ta mà còn sống sót quay về thiệu bình ba sẽ dễ dàng tin lời huynh chắc kể từ lúc hắn bảo huynh một mình một ngựa ra tay thì đã xem huynh là đồ vứt đi rồi nếu ta là huynh ngay từ đầu ta sẽ làm cho rõ ràng chứ không đợi đến khi xảy ra chuyện mới làm, thất bại xong lại bảo thuốc giải. Ta có thể lấy được thuốc xem ảnh một giải bên hiểu nguyệt các, nhưng không biết bây giờ nói ra có trễ hay không. Nghe hắn nói có thể lấy được thuốc giải, Lục Thánh Trung lập tức tỉnh táo, cho dù không thể quay về bên cạnh Thiệu Bình Ba, ta vẫn có thể giúp ngươi làm chuyện khác. Ngươi tự mình chạy đến đây chờ ta, chẳng lẽ không phải vì còn có điều cần thương lượng sao? Như hữu đạo, ta cho huynh một cơ hội. Huynh nhận một trường từ ta, nếu như còn sống để rời khỏi nơi này thì có thể về thành vạn tượng tìm ta lục thánh trung ngạc nhiên cặp mắt hai người đối diện nhau qua ánh lửa bất thình lình cơ thể cả hai gần như chuyển động cùng lúc hai cú va chạm mạnh vào lửa tia lửa bắn ra khắp bốn phía sau một tiếng ầm như hữu đạo bước ra khỏi ánh lửa vẻ mặt điềm tĩnh lục thánh trung thì liên tục lảo đảo ra sau dốc núi tỏ vẻ khó tin nhìn như hữu đạo không ngờ tu vi của kẻ chậm tiến này đã vượt xa mình Điều khiến hắn ta giật mình hơn chính là hắn ta đã dồn hết toàn lực để trưởng một phát vào tay Nghiêu Hữu Đạo, vậy mà lại không trúng. Phản ứng trong cơ thể hắn ta ngày càng lớn hơn, hai luồng sức mạnh cực nóng và cực lạnh bức bách trong người, khiến hắn ta liều mạng làm phép chống đỡ. Nghiêu Hữu Đạo nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, lẩm bẩm đáng tiếc. Cơ thể hắn vụt sáng rồi bay vút đi, hoàn toàn mặc kệ lục thánh trung. Trần Bá và đám người hầu kình thiên khắp bốn phía rừng rậm cũng ảo ảo hiện thân rồi bay vút. Lục Thánh Trung từ từ xoay người ngồi xuống, khoanh chân làm phép hóa giải luồng sức mạnh của quái trong cơ thể. Khuôn mặt hắn ta nửa đỏ nửa trắng, một bên tóc đã hóa xương lạnh. Cách đó không xa, trong rừng rậm, có một nam tử nghiêng người bay tới, dừng lại trước mặt Lục Thánh Trung. Lục Thánh Trung ngước mắt nhìn, vẻ mặt run rẩy. hắn ta nhận ra đồng môn, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng, muốn giấy ruộng đứng dậy, quay đầu liều mạng thét lên, đạo ra. Trường môn có lệnh, thanh lý môn hộ, phản đồ giết không tha nam tử dứt lời rút kiếm ra khỏi bao luồng sáng lạnh lẽo chém bay đầu thu dọn xong xuôi nam tử nhặt lấy thủ cấp rồi bay đi cần phải đưa thủ cấp này về sư môn lấy thủ cấp lập công là chuyện phụ quan trọng là ngũ lương sơn muốn để những kẻ khác trong môn phái nhìn thấy hòng răn đe ngũ lương sơn muốn bọn họ biết đây là kết cục của phản đồ đã làm phản đồ cho dù chạy trốn đến chân trời góc biển y cũng sẽ đuổi đánh tới cùng nghiêu hữu đạo có thể tự mình chạy tới rồi chờ quả là đáng tiếc Hắn muốn giữ Lục Thánh Trung lại để phát huy tác dụng. Trước khi vây bắt, hắn đã sai người báo cho bên Ngũ Lương Sơn biết để bọn họ mang Lục Thánh Trung ra thẩm vấn. Ngũ Lương Sơn hiểu rõ ẩn tình bên trong, Lục Thánh Trung có tiết lộ bí mật của y hay không, y cần phải tự mình thẩm vấn hắn ta. Nhưng sau khi y đuổi đến đây, phía Nhiêu Hữu Đạo lại báo rằng trưởng môn công tôn bố đã sớm ra chỉ định, bảo đệ từ các nơi thanh lý môn hộ, tuyệt đối không buông tha. Nhiêu Hữu Đạo không thể không nghiêm túc lo lắng việc này, rõ ràng hắn rất tiếc nhưng bây giờ ngũ lương sơn là ánh mắt vành tai của hắn có lẽ hắn cần nhắc nhở mình một lần suy xét hai bên dường như tính mạng của lục thánh trung cũng không quan trọng đến vậy hắn chỉ có thể than một câu đáng tiếc trời đã sáng như hiếu đạo vừa về khách sạn quản phương nghi đã vào phòng hắn đại hội linh thú bị hủy bỏ rồi hắn gác bảo kiếm quay đầu ngạc nhiên hủy bỏ tại sao quản phương nghi hứa lão lục vừa phát hiện người của vạn thú môn gián cáo thị trong thành nên lập tức quay về bẩm báo trên cáo thị không nói nguyên nhân hủy bỏ, chỉ tỏ vẻ vô cùng có lỗi với khách đến từ khắp nơi và ngỏ ý rằng mỗi tu sĩ rời thành sẽ được nhận 100 đồng tiền vàng, nói là thay lời xin lỗi. Hứa lão lục nghe thấy người ta bàn tán, bảo thế giới ảo điệp mộng xuất hiện lạ thường, cổng vào thế giới ảo không đóng đúng hạn, hiện nó vẫn mở. Theo như lời họ nói, có lẽ việc hủy bỏ đại hội linh thú có liên quan đến chuyện này. Như hữu đạo sửng sốt nhìn bà ta rồi từ từ quay đầu nhìn ngân nhi đang ngủ say trên sạp, Sở dĩ nàng ngủ say là do nghiêu hữu đạo âm thầm động tay động chân, bằng không lại sống chết đòi đi theo. Hình như quản phương nghi cũng đoán thế, bà ta hỏi nhỏ, chẳng lẽ đại trận sinh môn kia mở ra cũng đồng thời mở luôn cổng thế giới ảo. Nếu đúng là vậy thì sau này, nàng ta có thể ra vào bất cứ lúc nào à? Nghiêu hữu đạo không có cách xác nhận, quay đầu lại hỏi, chắc chắn cổng thế giới áo không đóng kín chứ. Bảo hứa lão lục đi xem thử đã, quản phương nghi, đã bảo ông ta đi xác minh rồi nghiêu hữu đạo lưỡng lự trong phòng sau một hồi im lặng quản phương nhi nói tiếp chuyện khiến ta luôn một ngạt không phải chuyện đó nếu không làm rõ thì cuộc sống mỗi ngày của ta sẽ khó mà bình an nếu ngươi không có ý kiến thì ta sẽ tìm trần bá nói chuyện nhiều năm như vậy hắn chưa từng làm chuyện có lỗi với ta mấy lần cứu mạng ta cho dù hắn là loại người nào ta cũng không định khiến hắn khó xử không cần bà ta tìm bà ta vừa mới ra cửa trần bá đã chủ động tìm tới quản phương nhi quay về phòng mình cười hỏi có chuyện gì không trần bá rất bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề năm đó bị thương gặp được bà quả thực là có người sắp xếp để ta ở bên cạnh bảo vệ cho bà ta không làm chuyện có lỗi đồng thời không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của bà bà biết không ta chưa từng hỏi đến chuyện làm ăn của phù phương viên nhiệm vụ của ta là không được để tính mạng của bà gặp nguy ngoài ra chẳng còn gì hơn nữa do đó đại khái bà có thể yên tâm ta không có ác ý triệu hùng ca đã báo cho bên này trần bá cũng biết mình bị lộ rồi nhiệm vụ của ông ánh mắt quản phương nghi lóe lên đã nói đến nước này không còn gì che giấu bà ta chỉ quan tâm một điều ai sai ông đến bảo vệ ta trần bá lắc đầu đừng hỏi ta sẽ không nói quản phương nghi cười ha ha quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trên mặt nở nụ cười châm chọc người như ta không có duyên với nữ nhân cơ bản thì nữ nhân toàn đâm sau lưng ta tuyệt đối không có nữ nhân nào đối tốt với ta như thế trần bá Suốt cuộc nam nhân đó thần bí đến đâu, nếu đã có tình có nghĩa với ta như thế, tại sao vẫn ngồi nhìn ta quấn lấy nam nhân khác? chương 709, ta đã giúp huynh nghĩ cách rồi một. Trần bá ta không rõ nguyên nhân, ban đầu, ta cũng định ngăn bà tới lui với nam nhân khác, nhưng người đó lại cản ta, người đó nói mình không có tư cách ngăn bà qua lại với người ta, chỉ cần bà vui là được rồi, những chuyện khác không quan trọng. Còn có người như vậy sao? Quản phương nghi thầm nói rồi cau mày, tỏ vẻ hoài nghi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai nhưng bà ta có hoài nghi vài đối phương nhưng dù nghĩ thế nào cũng nhớ không có khả năng là người ma giáo bà ta không kìm được mà hỏi là người ma giáo sao trần bá lắc đầu không biết bà đừng hỏi ta sẽ không nói nếu bà cảm thấy ta không thể tiếp tục ở lại thì ta sẽ ra đi nhưng nếu bà thấy ta ở lại được điều đó đối với bà chỉ có lợi chứ không có hại quản phương nghi ông là người của ma giáo trần bá đã từng nhưng sớm rời khỏi rồi nói một hồi ông ta chẳng lộ ra một chữ vòng hết một vòng cũng hề vốn hỏi đáp một phen quản phương nghi không nhận được tin tức nào hữu dụng trong lòng bà ta cứ còn bí ẩn to lần ấy về phần trần bá đi hay ở bà ta tạm thời khó quyết nhưng làm rõ mọi chuyện cũng có lợi cho dù giữ ông ta ở lại sau này có chuyện gì cũng phải giấu ông ta trước khi ra ngoài không đợi bà ta trả lời là đi hay ở trần bá vẫn để lại một câu người nọ bảo ta tìm cơ hội nhắc nhở bà nhưng ta vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp bây giờ không cần phải sợ bà nghi ngờ nữa ta có thể nói thẳng rồi quản phương nghi đi tới cạnh bàn rồi ngồi xuống kéo cả khay và trà cụ đến trước mặt nhưng không châm trà rót nước mà chỉ đưa đầu ngón tay vuốt nhẹ lên chén trà trần bá hắn nói rằng có vẻ như bà tách ra ở phù phương viên như vậy rất ổn không cần phải cuốn vào sóng gió nghiêu hữu đạo đã ở trong phong vân biến ảo bà theo gã sẽ gặp nhiều nguy hiểm một khi bà bị cuốn vào những chuyện không lường trước được thì e là hắn cũng khó có thể giúp bà ý của hắn là nếu như bà bằng lòng thì sẽ không cần phải lo lắng về việc dính dáng quá sâu đến nghiêu hữu đạo rồi không cắt đứt được, được người nọ sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp cho bà thoát khỏi những rắc rối này càng nhanh càng tốt kẻo tới khi bà đã lún quá sâu thì hắn cũng bó tay hết cách quản phương nghi chăm chú nhìn chén trà đầu ngón tay miết lên miệng chén vậy nhờ ông giúp ta chuyển lời tới hắn rằng ta cảm ơn ý tốt của hắn nói với hắn là ta chỉ là một nữ nhân trước nay chưa từng có dã tâm gì Ta cũng biết là đi theo Nghiêu Hiếu Đạo sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng Nghiêu Hiếu Đạo đã nói một câu rất hay, đó là yên lòng là nơi trở về. Bao nhiêu năm nay, ta đã gặp không ít nam nhân, đã từng khóc, từng cười. Ban đầu mỗi người ta gặp đều tốt lắm, nhưng càng về sau họ càng khiến ta bất an. Dù ta có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, dù đã cẩn thận và nỗ lực rất nhiều nhưng cũng đều vô dụng, từng người từng người rời bỏ ta mà đi với đủ loại lý do. Chuyện đó còn đáng sợ hơn cả sự nguy hiểm, nó khiến ta tuyệt vọng. Già đi trong tuyệt vọng, nhưng Nưu Hữu Đạo lại hoàn toàn khác biệt, đi theo hắn, ta càng lúc càng cảm thấy an lòng. Cuối cùng ta đã hiểu được vì sao tới tận lúc sắp chết mà Hắc Mẫu Đơn vẫn tin chắc rằng Nưu Hữu Đạo sẽ không vứt bỏ nàng ấy. Và bây giờ ta cũng tin tưởng, tin rằng ta sẽ không chết già trong tuyệt vọng. Cảm giác này tuyệt thật đấy, ta rất vui vẻ đi theo hắn rời khỏi phù phương viên. Trong đầu bà ta hiện lên hình ảnh Hắc Mẫu Đơn bình thản ra đi trong vòng tay của Nưu Hữu Đạo, nàng không oán không hối, an tâm nhắm mắt sau đó lại xuất hiện hình ảnh nghiêu Hữu Đạo không tiếc hy sinh thân mình trong huyễn giới. Nhớ lại những cảnh tượng này, trên gương mặt bà ta lộ ra ý cười hiểu rõ. Trần Bá im lặng một hồi rồi nói, ta sẽ chuyển lời, nhưng hắn cũng chỉ là có ý tốt mà thôi. Quản Phương Nghi quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Trần Bá bằng ánh mắt lạnh lùng, vậy ông hãy nói thêm với hắn một câu rằng, ngay cả hắn là ai ta cũng không biết thì sao có thể tin tưởng hắn được đây. Mà cho dù hắn là ai, muốn ta nghe theo hắn thì phải để hắn giáp mặt nói với ta một người không dám lộ mặt là đang trốn trốn tránh tránh cái gì sợ phiền phức mà còn nói là vì tốt cho ta kiểu nam nhân này ta gặp nhiều rồi ý tốt kiểu này ta chẳng cần điều ta cần là một người có thể ra mặt vì ta trần bá không còn gì để nói ngân nhi rốt cuộc cũng buông tay dưới sự uy hiếp của ngưu hữu đạo cuối cùng nàng ta không tiếp tục lôi kéo y phục của hắn nữa nhưng vẫn thích theo sát hắn theo hắn ngồi xuống bàn cơm trên bàn đã bày ra cả bàn thức ăn ngưu hữu đạo nếm thử rồi lại bảo ngân nhi cũng nếm đi hắn muốn xem thử xem cô nàng yêu vương này có ăn được đồ ăn bên ngoài hay không ngân nhi cũng tò mò thuận tay cầm đôi đúa gắp một miếng thịt đưa vào miệng như hữu đạo chú ý tới động tác cầm đũa thành thạo của nàng ta hắn vừa nhấc mắt thì gặp ngay ánh mắt đầy hàm ý sâu xa của viên phương ngân nhi nhấm nhác rồi gật đầu liên tục không ngừng đưa đúa gắp đồ ăn trong mâm quản phương nhi và viên phương nhìn nhau cười cũng cầm đũa bắt đầu ăn nào ngờ ngân nhi vừa nhìn thấy đã trắng trợn cảnh cáo hai người bỏ ra của ta đó có cảm giác như đây là địa bàn của nàng ta như thể có người xâm phạm lãnh địa khiến nàng ta thẳng thừng đuổi đi hai người quản viên nhất thời không cười nổi vẻ mặt hai người họ cực kỳ đặc sắc trong mắt thoáng lộ ra vẻ sợ hãi bọn họ lúng túng lần lượt đặt đũa xuống viên phương gượng cười đứng dậy hơi cúi người gật đầu đúng 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 là của ngươi đều là của ngươi quản phương nhi cũng không ngồi nữa mà đứng dậy tạ lỗi bằng vẻ mặt tươi cười rồi cùng viên phương ảo não đi ra ngoài tìm chỗ khác dùng bữa như hữu đạo nhìn theo chợt cảm thấy giờ khóc giờ cười ngân nhi nhìn viên cương trầm chầm, chầm nhưng viên cương mặc kệ nàng ta vẫn gấp thức ăn như thường hai người kia không biết nội tình chuyện của ngân nhi ngày hôm nay nhưng đã biết rõ ràng nên không sợ nàng ta ngân nhi cực kỳ không vui như hữu đạo gõ nhẹ ngón tay lên bàn để cảnh cáo nàng ta một chút lúc này nàng ta mới không tình nguyện bĩu môi nghiêu hữu đạo nhanh chóng phát hiện ra cô nàng yêu quái này ăn nhiều kinh khủng đúng là một cái thùng cơm sau khi ăn xong có một vị khách tới là triều thắng hoài nghiêu hữu đạo ở lại đây mấy ngày là để chờ gã trong phòng không có người khác triều thắng hoài không muốn có người khác gã chỉ muốn nói chuyện với một mình nghiêu hữu đạo thôi vậy nên ngân nhi bị đuổi ra ngoài nhưng tất nhiên là nghiêu hữu đạo vẫn kiểm soát nàng ta hai người ngồi đối diện nghiêu hữu đạo châm trà rót nước rõ ràng là Triều thắng hoài âm thầm tới đây, gã không mặc y phục của vạn thú môn, đưa tay lột mặt nạ xuống. Két, cửa đột nhiên mở ra, ngân nhi bất chợt ngó đầu nhìn vào phòng, có vẻ như đang nhìn xem như hữu đạo có chạy mất hay không. Triều thắng hoài giật mình, lập tức xoay người né tránh, đội mặt nạ đang cầm trên tay lên mặt. Như hữu đạo đang nhấc ấm trà, hắn chừng mắt, quát lên, ra ngoài. Ngân nhi le lưỡi, nhanh chóng rụt đầu về và đóng cửa lại. Không sao đâu, nghiêu hữu đạo đặt ấm trà xuống trấn an người vừa bị dọa sợ đồng thời đẩy một chén trà về phía đối phương nghiêu hữu đạo có thể hiểu được tâm trạng của triều thắng hoài hiểu rằng gã không muốn để người khác phát hiện ra bản thân có tiếp xúc với hắn triều thắng hoài vẫn cẩn thận đeo lại mặt nạ không có ý định lấy xuống dù sao thì gã đã tháo mặt nạ cho nghiêu hữu đạo xác nhận thân phận rồi có thêm một người nhìn thấy diện mạo thật của gã là có thêm một phần bất an nghiêu hữu đạo mỉm cười ta đã đợi huynh mấy ngày rồi đó Chiều thắng hoài thở dài nói, xảy ra chuyện như vậy ta vẫn nên an phận một chút thì hơn. Nếu không phải là huyến giới chưa đóng cửa thì mọi người cũng không rảnh mà để ý tới ta, e là ta còn phải trễ nải một chút thời gian mới có thể đến được. mười 710, ta đã giúp huynh nghĩ cách rồi, hai. Nghiêu hiểu đạo, chuyện la sát chiều không truy cứu trách nhiệm của huynh Ngà. Chiều thắng hoài, sao có thể không có chuyện gì được, ra ra ta đã nổi giận một trận đấy nếu không phải là ra ra sợ người khác chú ý thì sợ là ta không tránh khỏi bị trừng phạt nghiêm khắc một phen đâu nghiêu hữu đạo nói vậy tức là triều trưởng lão đã giải quyết chuyện đó rồi nhỉ triều thắng hoài không đáp lời xem như ngầm thừa nhận nghiêu hữu đạo khẽ mỉm cười quả đúng như dự liệu liên quan tới chuyện xấu của cháu mình triều kính không muốn gánh trách nhiệm thì phải ém chuyện xuống hắn không nhắc lại chuyện này nữa mà hỏi triều thắng hoài chuyện xóa sổ linh thú hội và chuyện cửa vào huyễn giới đóng lại có liên quan với nhau không Chiều thắng hoài, đương nhiên là có liên quan rồi, việc này không giấu giếm được đâu, ngay cả cửu đại trí tôn cũng phải tới xem kết quả cơ mà. Chuyện ầm ý như vậy nên có rất nhiều vấn đề phải ứng phó và giải thích. Đã có không ít những nhân vật có tiếng tăm lần lượt kéo tới, làm gì còn tinh lực mà quản chuyện linh thú hội chứ. Như hữu đạo, Thượng Thanh Tông bị bắt rồi được thả ra là nhờ huynh ra mặt xin tha giúp cho có phải không? Chiều thắng hoài ngạc nhiên, xin tha á, xin cái gì mà xin, chẳng ai xin tha giúp cho đâu, Nghiêu Hữu Đạo, lúc ấy huynh không nghe nói nhân vật lớn nào lên tiếng à? Làm sao ta biết được, nếu thật sự có nhân vật lớn nào đánh tiếng với sư môn thì chuyện cũng không lan truyền khắp nơi như vậy. Nhân vật lớn, Triều Thắng Hoài nói đến đây thì hơi khựng lại, ngập ngừng nói, huynh vừa nói vậy khiến ta chợt nhớ ra là đã từng nghe nói rằng Vô Chiếu Hành, kẻ đứng hạng 6 trên đan bảng, đã bị bắt tại Thượng Thanh Tông. Sau khi được Thượng Thanh Tông thả ra, Vô Chiếu Hành đã rời đi ý của Nghiêu Huynh là vô chiếu hành đến vì Thượng Thanh Tông ư. Thượng Thanh Tông có thể diện lớn như vậy sao? Vu chiếu hành, Nghiêu Hữu Đạo hơi hít mắt, ghi nhớ người này. Hắn bưng chén trà, vừa uống vừa nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái nên tùy tiện hỏi thôi. Triều thắng hoài hơi tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng đây không phải là trọng điểm gã cần quan tâm. Gã hỏi, Nghiêu Huynh à, Huynh nói thẳng luôn đi, rốt cuộc là Huynh muốn ta làm gì? Nghiêu Hữu Đạo buông chén trà, cười nói, vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào. Một thôi được rồi, xem ra nếu như ta không để Triều Huynh giúp đỡ thì Huynh khó mà yên tâm. Vậy thì tiện đây ta xin nhờ Triều Huynh giúp một việc nhỏ vậy. Một vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào, trích bài thơ tỷ bà ký của Cao Minh, ý nói đối phương không hiểu được tâm ý của mình. Khóe miệng Triều Thắng Hoài giật giật, cảnh giác hỏi, việc gì? Như hữu đạo, mấy năm nay ta chạy tới chạy lui khắp nơi thật không tiện chút nào ta cũng muốn có tòa kỳ có thể bay bay nhưng thứ này đắt quá, ta không mua nổi. Ta đã quen biết triều huynh, và lại vạn thú môn lại có thứ này, vậy nên ta mặt dày mày dạn xin nhờ huynh lấy cho ta vài tòa kỵ phi cầm hai có được không? Hai tòa kỵ, vật để cưỡi, phi cầm, thú biết bay, tòa kỵ phi cầm, vật cưỡi là thú biết bay. Triều thắng hoài đột nhiên đứng phát dậy như con mèo bị dẫm phải đuôi, trầm giọng nói, huynh nói đùa cái gì vậy? Đó là thứ mà huynh nói lấy là lấy được đấy à? cho dù lão gia tử nhà ta là trưởng lão thì ta cũng không giúp được đâu. Mỗi phi cầm đều được ghi vào danh sách, cho dù là gia gia của ta cũng không thể lén lấy ra tặng người khác. Trưởng môn còn không thể, huống chi là ta, như huynh à, huynh đùa quá trớn rồi đó. Như hữu đạo, ta không nói đùa, không phải là ta đang thương lượng với huynh sao. Triều Hoài Thắng lắc đầu xua tay, kiên quyết từ chối, việc này không thương lượng được đâu, ta không làm được. Nếu huynh cứ làm như vậy thì không cần huynh uy hiếp, ta cũng tự về sư môn thỉnh tội. Huynh gấp cái gì, ngồi xuống, ngồi xuống trước đã. Như hữu đạo liên tục ấn tay, huynh uống ngụm trà đi, bớt giận nha. Chiều thắng hoài ngồi xuống, quay đầu sang một bên, không có ý định chạm vào nước trà. Mặc dù biết rằng khả năng đối phương hạ độc không lớn nhưng gã cũng không dám tùy tiện uống linh tinh. Tất nhiên gã cũng không dám cứ thế nói đi là đi thật, bức đối phương vạch trần sự việc, vậy nên chỉ có thể tỏ rõ thái độ rằng có một số việc không thể làm. triều huynh này, Quỳ củ là chết, biện pháp là sống, chỉ cần có lòng thì luôn có cái hở để luồn lách. Thật ra ta đã giúp huynh nghĩ cách rồi. Nghiêu hữu đạo lấy ra một món đồ sứ nhỏ rồi đặt lên bàn, đẩy sang. Trước đó hắn nói tới việc tòa kỵ phi cầm không phải nói cho vui thôi đâu, mà là hắn có chuẩn bị mà đến, cũng là ủ mưu từ lâu. Chuyện Thượng Thanh Tông và chuyện huyến giới điệp mộng đơn thuần là chuyện bất ngờ ngoài kế hoạch, hiện tại mới thật sự là bước tiếp theo trong kế hoạch ban đầu của hắn. Chiều thắng hoài dề ra quay đầu lại, ánh mắt rơi vào món đồ sứ nhỏ, huynh có ý gì? Nghiêu hữu đạo hạ thấp giọng nói, ta nghe nói ở quý phái có linh hóa cốc có thể kiểm soát việc thuần hóa linh thú. Ta còn nghe nói quá trình thuần hóa không giống nhau, cùng một loài lại có thể xảy ra các tình huống khác nhau, tóm lại là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không tránh khỏi việc chết mất vài con. Huynh nói xem có chuyện này hay không, rốt cuộc là huynh muốn nói gì. Đúng là có chuyện linh thú bị chết nhưng phương pháp thuần hóa phi cầm đã tương đối hoàn thiện, về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu vậy thì hãy để xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn đi ta đã chuẩn bị cho triều huynh cái này rồi nhưu hữu đạo chỉ vào món đồ sứ nhỏ khẽ gõ nhẹ lên bàn triều thắng hoài ngơ ngác không phải do việc này khó làm mà là do không hiểu nhưu hữu đạo nói vậy là có ý gì thật sự là gã nghe mà chẳng hiểu gì cả vì nghe không hiểu nên không biết phản bác thế nào két cửa lại mở ra ngân nhi lại ló đầu nhìn vào triều thắng hoài lại bị giật mình ánh mắt nhìn như hữu đạo như thể muốn nói rằng bàn bạc chuyện này ở đây có an toàn hay không đang bàn bạc chính sự cơ mà làm loạn cái gì đây mặt mày như hữu đạo tối sầm lại quát lên hầu tử trông coi nàng ta đi một bàn tay to lớn tóm lấy cổ ngân nhi kéo thẳng nàng ta ra khỏi cửa cũng nhân tiện đóng cửa lại luôn ngân nhi bị kéo ra thì trừng mắt nhìn viên cương thở phì phò viên cương ôm lấy cánh tay đứng canh cửa vô cảm trước sự tức giận của nàng ta trong hành lang quản phương nghi và viên phương trần trừ dừng bước. Có thể nói là hai người thay viên cương đổ mồ hôi lạnh. Viên phương âm thầm chật lưỡi, cảm thấy viên gia chính là viên gia, vẫn luôn mạnh mẽ không thay đổi, gã vậy mà lại dám đối xử như vậy với yêu vương. Trong phòng, như hữu đạo mỉm cười tỏ ý không sao rồi. Chiều tháng hoài hơi buồn bực, nữ nhân đó là ai vậy? Nghiêu hữu đạo, nàng ta là ai không quan trọng, mặc kệ nàng ta, bàn chuyện của chúng ta đã. Chiều thắng hoài, Nghiêu huynh ơi ta nói này, rốt cuộc là huynh có ý gì đây? Gã chỉ vào bình xứ nhỏ trước mặt, như hữu đạo hạ thấp giọng nói ngắn gọn, dùng linh hóa cốc để gây ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lúc tiêu hủy thi thể thì huynh nghĩ cách lấy thi thể rồi đưa tới nơi thuần hóa thành công cho đủ số, sau đó lại đưa linh thú thuần hóa thành công ra ngoài. Chiều thắng hoài câm nín không nói nên lời, giật mình kinh ngạc, cuối cùng lộ vẻ giận dữ, huynh điên rồi sao? Dùng con chết đổi lấy con sống, vậy ta thà tìm chết còn hơn. Huynh đừng nóng, như hữu đạo ấn tay, ý bảo đối phương hãy bình tĩnh chứa nóng giận, đúng là huynh dùng con chết đổi lấy con sống, nhưng không được để cho người khác biết điều này, cho nên lúc hành động huynh phải chú ý một chút. Muốn linh hóa cốc gây ra chút chuyện ngoài ý muốn thì những linh thú thuần hóa thành công cũng phải xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Có điều huynh phải nắm chắc lượng thuốc cần dùng thì linh thú thuần hóa thành công sẽ bị bệnh chứ không bị chết. chương 711, hai bên cùng có lợi. Hắn chỉ vào bình xứ nhỏ, thuốc này cho vào trong đồ ăn của phi cầm là được, tự huynh hãy cân nhắc lượng thuốc cần dùng đi rốt cuộc Triều Thắng Hoài đã hiểu ý hắn, dùng linh hóa cốc hạ độc phi cầm đang thuần hóa, cũng làm cho những phi cầm đã thuần hóa thành công bị bệnh, sau đó nghĩ cách đảm nhiệm việc tiêu hủy thi thể để âm thầm đánh cháo phi cầm bị bệnh, có nghĩa là khiến những người phía trên hiểu lầm rằng trong số những phi cầm thuần hóa thành công cũng có con chết nhưng thật ra là chưa chết mà đã đưa ra ngoài. Vì vậy những người phía trên cho rằng phi cầm đã chết rồi, sẽ không truy cứu những phi cầm đã bị đưa ra ngoài nữa. Biện pháp này nghe có vẻ quanh co lòng vòng nhưng Triều Thắng Hoài vẫn bị hù dọa đặc biệt là những lời như hữu đạo vừa nói. Cái gì mà hắn hãy cân nhắc lượng thuốc cần dùng, gã đồng ý rồi đấy à. Triều Thắng Hoài tức giận nói, như hữu đạo, huynh muốn tìm chết thì cũng đừng có hại ta, tông môn há có thể không tra được ư. Như hữu đạo, làm sao ta có thể tự gây phiền phức cho mình được chứ? Ta cũng sẽ không để huynh gặp chuyện không may, bởi vì một khi huynh gặp chuyện không may thì ta cũng không thánh khỏi bị liên lụy. Huynh yên tâm đi, thuốc này do ta dày công chuẩn bị, chỉ khi nào đạt tới lượng thuốc nhất định thì trong cơ thể những phi cầm này mới xảy ra phản ứng đột tử. Huynh hãy nghe cho kỹ nhé, là đột tử chứ không phải là chúng độc nên không kiểm tra ra độc tính đâu. Hắn nói xong thì cầm lấy bình xứ nhỏ, mở nắp ra, chọc ngón tay út vào trong và khều lên một ít bột phấn màu cho, sau đó hắn đưa thẳng vào trong miệng rồi mút sạch, nuốt xuống. Chiều thắng hoài nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù là người thường có ăn vào cũng không sao, chỉ là tim đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô, khát nước, chỉ cần uống nhiều nước là đỡ ngay. Nếu là tu sĩ thì càng dễ, tùy tiện làm phép điều tiết lại là được. Thuốc này hoàn toàn không hề gây chết người, nhưng những con phi cầm đó lại khác, chúng không biết điều tiết như con người, nhất là mấy con bị nhốt trong lồng. Liều lượng thuốc nhẹ thì mấy con đó sẽ khó chịu, mà liều lượng thuốc nặng thì chúng sẽ bị đột tử trong thời gian ngắn. Nếu huynh không tin thì có thể thử xem, quả thật đây không phải là thuốc độc đâu, chỉ là thứ làm tăng phản ứng cơ thể mà thôi nghiêu hữu đạo đẩy bình xứ nhỏ tới cạnh gã triều thắng hoài nhích người ra phía sau gã xua tay sợ đến nỗi tránh còn không kịp nào dám tùy tiện thử linh tinh đồng thời cũng từ chối thẳng thừng không được ta không làm loại chuyện này được đâu chuyện lằng nhằng như vậy rất khiến người khác nghi ngờ đấy như hữu đạo nghi ngờ cái gì người khác còn khó nói chắc thì huynh còn sợ cái gì không có chứng cứ thì ai dám chụp mũ lung tung lên đầu tôn tử của triều trưởng lão huynh lấy đi mấy con phi cầm có ích lợi gì đâu chỉ cần dùng nhiều thuốc một chút thì không ai nghi ngờ đâu, lại càng không có ai nghi ngờ huynh, nếu không thì gia gia của huynh sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Chiều thắng hoài, chuyện này một mình ta không làm được, mà ta cũng không dám làm. Ta khuyên huynh vẫn nên từ bỏ ý nghĩ điên rồ này đi thôi. Như hữu đạo, một người không làm được thì ta có thể tìm người giúp huynh một tay. Người khác khó mà làm được nhưng dựa vào thân phận của huynh, hẳn là huynh sẽ có cách. Chuyện này cũng không tính là khó mà. Quá mạo hiểm, có xảy ra chuyện gì thì không ai cứu được ta đâu việc này ta không thể đáp ứng được triều thắng hoài đứng lên nếu không còn chuyện gì khác thì thứ lỗi cho ta không tiếp được như hữu đạo thong thả giữa lưng vào ghế hờ hững nói hà hữu kiến rất muốn báo thù cho đệ đệ của mình đó triều huynh à huynh nói xem phải làm sao đây dầm triều thắng hoài đập một quyền lên bàn hạ giọng và giận dữ nói huynh bớt lấy chuyện này ra để uy hiếp ta đi ta mà chật vật thì huynh cũng đừng mong được sống tử tế cùng lắm thì ta vạch trần âm mưu của huynh rồi lập công chuộc tội. Ta thà tình nguyện chịu phạt cũng không để mình bị huynh bẫy chết đâu. Như hữu đạo xòe hai tay, ta có âm mưu gì nào? Ta cứ khăng khăng không thừa nhận đi vạn thú môn, huynh có nói ta có âm mưu là ta có âm mưu đấy à? Huynh có chứng cứ gì? Ta nói là huynh cố ý trả thù ta, hãm hại ta có được không? Ôi chao, nói chuyện này thật vô nghĩa, ngược lại ta muốn nhắc nhở huynh một chút. Triều trưởng lão có thể vì tôn tử của mình, cũng có thể vì rũ bỏ trách nhiệm. Dối trên gạt dưới làm cho hơn trăm đệ tử chết oan, trách nhiệm này triều trưởng lão có gánh nổi không? Ta không tin là chuyện này bị lật tẩy mà gia gia của huynh vẫn có thể giữ được vị trí trưởng lão. Một khi gia gia của huynh thất thế, mà huynh lại phải chịu trách nhiệm nặng nề như vậy thì kết cục của huynh khó mà chịu nổi đó. Hắn nói xong thì hơi như người ra phía trước, gác hai khuỷu tay lên bàn, huynh nói xem có một khả năng khác hay không, đó là không chờ sự việc lan truyền rộng rãi thì gia gia của huynh vì bảo vệ chính mình đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người huynh, nói là ông ấy bị huynh che mắt. Huynh nói xem triều trưởng lão sẽ vì chứng minh bản thân trong sạch mà đại nghĩa diệt thân, tự tay giết chết cháu trai của mình, nói khó nghe một chút chính là diệt khẩu hay không. Ta ấy mà, không muốn gây phiền toái, biết khó mà lui, gia gia của huynh không muốn làm lớn chuyện thì ta có thể có chuyện gì được. Triều thắng hoài đỏ mắt, hai tay chống lên bàn, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào ngưu hữu đạo, Bây giờ gã đã hiểu vì sao đối phương không ra điều kiện với mình ngay lúc ở huyễn giới rồi, bởi vì hắn muốn chờ đợi, đợi xem ra ra nhà mình có thể giải quyết chuyện này hay không. Một khi giải quyết chuyện này thì ra ra đã bị kéo xuống nước, mà đây chính là cơ hội chín mùi để đối phương ra điều kiện với gã. Vừa nghĩ tới hàng trăm nghìn lượng vàng phải đưa cho đối phương, còn nói mấy lời kết giao bạn bè gì đó là gã tức đến mức suýt hộc máu. Đồ tiểu nhân nham hiểm, Chiều thắng hoài nghiến răng nghiến lợi nói gần từng chữ như thể hận không thể chém Nghiêu Hữu Đạo thành ngàn mảnh. Nghiêu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh hòa nhã, bưng chén trà từ từ thưởng thức, đồ tiểu nhân nham hiểm. Chuyện không phải do ta gây ra cơ mà, rốt cuộc là ai gây phiền phức cho ai trước, là ai hại ai trước, nói nhiều cũng vô ích, chẳng còn ý nghĩa gì. Hắn đặt chén trà xuống, quá khứ đều đã qua rồi, chúng ta phải nhìn về tương lai. Hợp tác với nhau thì hai bên cùng có lợi, trở mặt thì cả hai đều chịu thiệt, hắn hãy lựa chọn cho cẩn thận. Không nói đến những cái khác, Huynh nghĩ đi, Huynh chỉ cần làm việc này, còn ta chỉ cần lấy được phi cầm, sau này ta sẽ không lấy chuyện này ra để uy hiếp Huynh nữa. Như vậy thì ta được lợi mà Huynh cũng an toàn, lời này khiến ánh mắt triều thắng hoài khẽ động, Huynh cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bạn bè đâu. Ta được lợi thì sẽ không thiếu phần của Huynh, sẽ không để Huynh làm không công đâu. Thế này nhé, mỗi con phi cầm ta sẽ trả Huynh một triệu, Huynh kiếm cho ta một nhóm nha. Một nhóm, kiếm một con còn khó mà huynh lại muốn một nhóm á. Huynh tưởng phi cầm là quả trên cây muốn hái là hái được đấy à. Huynh xem tình hình mà quyết định, có thể kiếm được nhiều thì lấy nhiều. Ít nhất là ba con, mỗi con một triệu. Huynh càng kiếm nhiều thì huynh càng được nhiều, hai bên cùng có lợi, ai cũng không bị thiệt. Một tòa kỵ biết bay có giá thị trường thấp nhất là hơn chục triệu mà huynh chỉ trả ta một triệu. Ta mạo hiểm lớn như vậy mà huynh còn nói là ta không bị thiệt ư. Như hữu đạo đưa mắt nhìn gã, hạ thấp giọng khiển trách, giá cao thì có ích lợi gì, đó là giá cả mà vạn thú môn các huynh nâng lên, tính số người mua được thì trong một năm vạn thú môn các huynh có thể bán ra ngoài được mấy con. Huynh điên rồi hay đầu bị nước vào, ta có thể dùng thứ này để kiếm tiền ư, thứ này có thể bán lung tung khắp nơi ư, chương 712, Phu Vi Thê Cương. Hắn nói tiếp, ta mà làm vậy thì vạn thú môn các huynh sẽ là người đầu tiên để mắt tới ta, là huynh tìm chết hay là ta chán sống đây. Một con trả cho huynh một triệu đã là tốt lắm rồi cho dù bán thì có thể bán với giá thị trường được chắc nếu theo giá thị trường thì người ta cần gì đến thứ không có lai lịch rõ ràng cứ trực tiếp tìm đến vạn thú môn các huynh mà mua chẳng phải là thỏa đáng hơn có đúng không chiều thắng hoài chán nản chậm chạp ngồi xuống ghế sức lực toàn thân như bị rút hết không còn chút gì như hữu đạo tiếp tục cổ vũ gã triều huynh này hiện tại là thời cơ tốt ngàn năm có một chuyện điệp mộng huyễn giới thu hút rất nhiều khách đến vạn thú môn khiến vạn thú môn phải mệt mỏi ứng phó, không rảnh quan tâm tới mấy con phi cầm đâu. Đây là cơ hội tuyệt vời để huynh ra tay, cơ hội một đi không trở lại đó. Huynh nghĩ mà xem, nếu huynh có mấy triệu lượng vàng trong tay thì tha hồ hưởng thụ rượu ngon gái đẹp, sung sướng biết bao. Triều Thắng Hoài im lặng không lên tiếng, người ngoài không ai biết hai người đã nói những gì. Triều Thắng Hoài vừa đi thì Ngân Nhi đã lập tức chui vào phòng, dính lấy nhiều hữu đạo không buông. Quản Phương Nhi theo sau nàng ta vào phòng, cất tiếng hỏi người đó là ai vậy người đó dịch dung mà tới dịch dung mà đi nên bà ta không biết là ai nhưu hữu đạo tới lúc thích hợp thì bà tự nhiên sẽ biết hắn chưa muốn nói lúc này kẻo lại khiến cho nữ nhân này lo lắng thấp thỏm không ngừng hư chỉ toàn làm những việc lén lút không thể lộ ra ngoài quản phương nghi khinh bỉ viên cương người vừa biến mất một hồi đã xuất hiện hắn đi tới cạnh nhưu hữu đạo nói một câu đã có tin từ núi ngũ lương vệ quốc bên kia đã đồng ý, còn là đồng ý rất sảng khoái nữa. Quản phương nghi ngờ vực, vệ quốc á, chuyện gì mà lại liên quan đến vệ quốc vậy, còn có thể là chuyện gì chứ? Như Hữu đạo đã đồng ý chuyện triệu hùng ca, thu xếp cho thượng thanh tông một con đường sống, để cho thám tử ở núi ngũ lương vệ quốc bên kia liên lạc với nữ thừa tướng huyền vi của vệ quốc. Dùng dùng thân phận là người quen của viên cương để liên lạc thì Ngưu Hữu Đạo và Huyền Vi sẽ không dính láng tới nhau. Nghiêu Hữu đạo đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai viên cương, vẫn là người có thể diện lớn. Viên cương, không phải ta có thể diện lớn, trong lòng ngài hiểu rõ, huyền vi cũng không ngốc, vừa thấy thượng thanh tông đồng ý thì chắc hẳn nàng ta đã biết ngay là chuyện của ai. Huyền vi nể mặt ngài mà, người ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ chuyện này đâu, tới lúc thích hợp người ta sẽ bắt ngài trả ơn tình này đó. Nói trắng ra là người ta cảm thấy người có giá trị lợi dụng. Nghe đến đây, quản phương nghi khá tò mò, hỏi, ngài muốn sắp xếp cho Thượng Thanh Thông đi về quốc ư. Nghiêu Hữu đạo thở dài, có một số việc trước kia không có điều kiện giải quyết, bây giờ có điều kiện rồi thì cũng nên kết thúc thôi. Đi đi, mời đường nhi tới đây một lát, bên này cho mời thì tất nhiên đường nhi tới sớm nhất. Lúc trước Nghiêu Hữu đạo nói là hãy để cho hắn suy nghĩ mấy ngày nên Thượng Thanh Tông bên kia vẫn luôn chờ đợi, không tới quấy giày nữa. Bây giờ hắn chủ động mời chắc hẳn là đã có quyết định cuối cùng nên lần này ngay cả đường tố tố cũng tới cùng. Lúc mấy người họ tới nơi, trong phòng đã được chủ tiệm chuẩn bị một bàn rượu ngon và thức ăn ngon. Mời các vị, ngữ hữu đạo mỉm cười mời bọn họ, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đối phương tươi cười với mình, hơn nữa lại là lần đầu tiên thấy như hữu đạo nhiệt tình khoản đãi như vậy. Trước đây lúc gặp nhau, hắn toàn trưng ra vẻ mặt khó chịu. Hắn càng khách khí thì mấy người họ lại càng bất an. Mời ngồi, như hữu đạo ngồi xuống trước, sau đó đưa tay mời bọn họ lần nữa quản phương nhi đặt bát đũa xuống trước đó bà ta không ngờ đường tố tố cũng tới đường nhi khẽ gật đầu với họ sau khi nàng ngồi xuống ba vị trưởng lão cũng vào chỗ ngồi quản phương nhi nâng bình rượu rót rượu cho mọi người bà ta rót một chén cho nghiêu hữu đạo trước còn chưa kịp rót cho những người khác thì ngân nhi đã đoạt lấy thẳng thừng cướp bình rượu vào tay ta rót ta làm cho bà tránh ra quản phương nhi gượng cười lui sang một bên mấy người thượng thanh tông nhìn ngân nhi cực kỳ tò mò về thân thận của vị này Nghiêu Hữu Đạo cũng mỉm cười nhìn Ngân Nhi, có thể biến yêu vương thành người hầu mà sai xử, dường như cảm giác này cũng không tệ. Xem ra hắn có thể thử từ từ huấn luyện nàng ta. Một lát sau, nụ cười cứng lại trên gương mặt, sắc mặt hắn cũng đen lại trong nháy mắt. Ngân Nhi ngửi bình rượu, có vẻ như khá thèm thuồng, muốn nếm thử hương vị. Nàng ta thật đúng là không khách khí, muốn nếm là nếm luôn, bất ngờ cầm bình rượu, ngậm lấy miệng bình rồi tu ửng ực hai ngụm. Sau đó nàng ta chép miệng, mắt mũi nhân lại rõ ràng là chê rượu không ngon đặt bình rượu xuống bàn nàng ta trực tiếp rót rượu cho la nguyên công bên cạnh rót nước bọt của ngươi cho ta uống á la nguyên công sững sờ hơi luống cuống ông ta nên cản hay không cản đây đường nhi tô phá và đường tố tố trợn mắt há hốc mồm nhìn ngân nhi đang nghiêm túc rót rượu nhìn phản ứng của bọn họ quả thực là dáng vẻ giật mình kinh ngạc viên cương đang gác cửa nhìn vào bên này cũng sợ ngây người một chiêu này đúng là khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị mà quản phương nhi bên cạnh cũng há hốc miệng đầy kinh sợ nhìn nàng ta mà thấy hoa cả mắt hoàn toàn không ngờ rằng còn có thể đùa bớn như vậy nghiêu hữu đạo nổi giận gầm lên hầu tử đuổi nàng ra ngoài viên cương vội vàng bước tới thẳng tay tóm lấy ngân nhi lôi đi tại trận làm gì đó ngươi làm cái gì đó đồ đáng ghét buông mau buông ta ra ngân nhi tức giận bất bình hiếm khi mới bật ra một câu dài như vậy dường như nàng ta còn chưa biết bản thân đã làm sai chuyện gì còn có vẻ như cực kỳ ấm ức cứ ở đó kêu la ồn ào có kêu miết cũng vô dụng nàng ta bị viên cương cưỡng chế kéo đi nghiêu hữu đạo đen mặt vung tay ra hiệu quản phương nhi lập tức bước tới bỏ đi chén rượu của la nguyên công và cả bình rượu mà ngân nhi đã uống sau đó đổi bình rượu mới chén mới và rót rượu cho những người khác lại từ đầu thật sự không phải là do chúng ta vô lễ mà tiếp đón không chu đáo đâu kẻ dưới không hiểu chuyện khiến các vị che cười rồi ta tự phạt một ly để tạ lỗi với các vị như hữu đạo nâng chén rồi ngẩng đầu uống cạn. Tô phá khách sáo nói một câu, chỉ là chuyện còn con mà thôi, người không cần như vậy. Vị cô nương này nhìn hồn nhiên ngây thơ, ngược lại rất đáng yêu đấy. Đáng yêu thì chưa hẳn, nhưng đúng là đầu óc thiếu gân. Như hữu đạo bổ sung thêm một câu, rót đầy rượu, lại nâng chén mời, ta và các vị cũng coi như đã quen biết nhiều năm nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng uống rượu. Là ta thất lễ, xin mời. Sao vậy, lẽ nào các vị lo lắng trong rượu có độc? hắn thấy mấy người kia trần trừ thì hỏi một câu, đường nghi nâng chén, ba người khác cũng ngùa theo, cùng như hữu đạo uống một chén. Thật ra trong lòng mấy người họ đều biết là người ta chỉ nói khách khí vậy thôi, giả sử vị này vẫn còn ở Thượng Thanh Tông. Thì làm gì có tư cách ngang hàng với bọn họ, sau vài lời khách sáo qua lại, đường nghi hỏi thẳng, chàng mời chúng ta tới không biết có việc gì cần phân phó. Như hữu đạo, phân phó thì không dám, ta muốn hỏi đường trưởng môn vài vấn đề, không biết có thích hợp hay không đường nhi chàng cứ nói đi đừng ngại nghiêu hữu đạo ta và nàng đã bái thiên điện vào động phòng là phu thê hữu danh vô thực chuyện này chắc hẳn đường trưởng môn sẽ không phủ nhận đâu nhỉ mấy người đưa mắt nhìn nhau không biết vị này đột nhiên nhắc tới việc này là có ý gì đường nhi nhìn hắn gật đầu đúng vậy nghiêu hữu đạo người ta nói lấy chồng theo chồng gả cho chó theo chó ý là phu vi thê cương chiếu theo ý này nếu bảo đường trưởng môn bỏ thượng thanh tông đi theo ta không biết Đường Trưởng môn có bằng lòng hay không. Chương 713, đoạn tuyệt quan hệ, mấy người nhất loạt sững sờ. Đường Nghi nhìn hắn đăm đăm, lồng ngực phập phồng, hít sâu một hơi, hỏi, có thật là ta đi cùng chàng thì chàng có thể tận lực lo nghĩ cho Thượng Thanh Tông hay không? Nếu như vậy thì ta có thể bỏ Thượng Thanh Tông đi theo chàng, coi chàng là trung tâm, chàng nói thế nào sẽ là thế ấy, không một câu oán hận. như Hữu đạo khẽ lắc đầu, Đường Trưởng môn hiểu nhầm ý của ta rồi. Bất kể sau này Thượng Thanh Tông còn hay mất trong trường hợp ta mặc kệ Thượng Thanh Tông, nếu như phải lựa chọn giữa ta và Thượng Thanh Tông thì nàng sẽ chọn Thượng Thanh Tông hay là chọn ta? Ba vị trưởng lão cơ hồ cùng lúc nhíu mày. Đường Nhi hơi mím môi, hỏi ý chàng là chàng chỉ phụ trách ta, mặc kệ Thượng Thanh Tông ư? Nhiêu hữu đạo, nàng cũng có thể hiểu như vậy. Đường Nhi, đây là câu trả lời sau khi chàng đã cân nhắc ư. Mấy người của Thượng Thanh Tông đều cho rằng bản thân đã hiểu rõ suy nghĩ của Nhiêu hữu đạo. Hắn kéo Đường Nhi đi quả thực sẽ bất việc có thể tránh được không ít phiền phức, không cần phải gánh vác trách nhiệm nặng nề kia. Nghiu Hữu Đạo, nàng theo ta, ta sẽ không bạc đãi nàng. Người muốn ở bên ta cả đời, ta hy vọng rằng người ấy có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh ta, chứ không phải giống như năm ấy, nàng chỉ nghĩ cho Thượng Thanh Tông mà coi nhẹ sự sống chết của ta. Nếu nàng vẫn như thế thì nàng có tình nguyện ở bên ta có khác gì lợi dụng ta đâu. Đường Nghi đau khổ nói, không phải là ta coi nhẹ sự sống chết của chàng. Cha mẹ ta đều vì Thượng Thanh Tông mà chết cô gia gia và biểu thúc của ta cũng vì thượng thanh tông mà qua đời trong thượng thanh tông có rất nhiều người đã hy sinh tính mạng vì sự chấn hưng của thượng thanh tông ngay cả đông quách sư thúc cũng chính là sư phụ của chàng cũng vậy trước kỳ vọng của biết bao người chàng bảo ta làm sao có thể buông bỏ đây như hữu đạo chậm rãi nói bây giờ ta không nói tới chuyện đúng sai và ân oán ta có thể bỏ qua hận thù thừa trước chỉ cùng nàng nói chuyện phu thê nàng có bằng lòng không bầu không khí ngột ngạt đôi mắt quản phương nghi lóe lên hết nhìn người này lại nhìn sang người kia mà quan sát phản ứng của mọi người bà ta cũng không hiểu lắm đã quyết định giúp người ta rồi đã quyết định làm người tốt rồi thì hà cớ gì phải nháo lên như thế đường nhi lắc đầu xin lỗi chàng ta không làm được như hữu đạo như vậy nghĩa là nàng cảm thấy không cần thiết phải duy trì quan hệ phu thê giữa ta và nàng nữa có đúng không vừa hay các vị trưởng lão đều đang ở đây vậy xin nhờ mọi người làm chứng cho chúng ta chấm dứt mối quan hệ không cần thiết phải tồn tại này Mọi người cứ yên tâm, ta sẽ không để cho đường trưởng môn khó xử, nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn cho danh dự của đường trưởng môn. Đường trưởng môn có thể viết hưu thư bỏ ta, về lý do chính đáng sẽ công bố ra ngoài, ta đã nghĩ giúp đường trưởng môn rồi. Hắn chỉ vào quản phương nhi, cứ nói là đường trưởng môn đã phát hiện ra chuyện gian díu giữa ta và Hồng Nương, nàng không chịu được nên nổi giận rồi bỏ ta. Quản phương nhi không nói gì, ngay cả mắt cũng không chấp, rất muốn hỏi hắn là chuyện này có liên quan gì tới mình đâu sao phải lôi mình vào, phá hỏng thanh danh của mình. Nhưng bà ta cũng chỉ oán giận trong lòng thôi, ngược lại cũng không quá để ý, bởi vì bà ta biết nhất định là Nghiêu Hữu Đạo đang có kế hoạch nào đó. Dù sao danh tiếng của bản thân đã sớm không còn tốt đẹp, có thể hy sinh tiếng xấu để giải quyết vấn đề cũng không sao, cùng lắm thì tức giận mắng thằng nhãi Nghiêu Hữu Đạo này một trận để lấy chút bồi thường là được. Mấy người Thượng Thanh Tông nhìn ra được đây là Nghiêu Hữu Đạo muốn cắt đứt quan hệ triệt để với Thượng Thanh Tông. Đường Tố Tố vẻ mặt giận dữ, gần giọng nói, như hiếu đạo, người đã nói đến mức này thì ta cũng không ngại nói thẳng. Lần này chúng ta đến tìm ngươi là theo ý của Triệu Hùng Ca. Ngươi đã nghĩ tới việc phải đối mặt với Triệu Hùng Ca hay chưa? Như hiểu đạo thật không biết nên nói gì với bà già này. Ân oán giữa bà ta và Triệu Hùng Ca hắn đã nghe qua, bình thường thì có chết cũng không qua lại với nhau như kẻ thù, vậy mà hôm nay lại bỏ qua khúc mắc. Hắn cũng không muốn nói tới chuyện này, chẳng quan trọng, vậy nên bình tĩnh nói, không dối gạt đường trưởng lão, trước đó vài ngày ta đã gặp và giáp mặt nói chuyện với triệu hùng ca xử lý như thế nào là tùy ta quyết định ta cũng đã đồng ý với hắn là sẽ giúp thượng thanh tông tìm một con đường sống tuy nhiên điều kiện tiên quyết là có một số việc phải bỏ ra một cái giá nếu không thì ta sẽ không tự tìm phiền phức cho mình đâu ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đường nghi mấy người họ đều hiểu rõ cái giá ở đây chính là thư bỏ vợ mà hắn vừa đề cập đến đoạn tuyệt quan hệ cá nhân với đường nghi tâm trạng đường nghi có phần kích động có phải chàng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ta bị vạn thú môn bắt đi hay không ta nói lại một lần nữa trong sạch của ta không hề bị tổn hại nếu chàng không tin nàng cắn răng nói tối nay ta có thể ở lại có thể khiến cho một nữ nhân bảo thủ như nàng nói ra những lời này đúng là trước nay chưa từng có đường trưởng môn nghĩ nhiều rồi như hữu đạo ngắt lời ta đã liên hệ với nữ tướng huyền vi của vệ quốc nàng đã đồng ý rồi Ta và nàng vốn dĩ không có tình cảm phu thê, vậy thì không cần phải tiếp tục dây dưa nữa. Ân oán trước đây cũng không cần nhắc lại. Xem như ta có lỗi với nàng, chỉ cần nàng đồng ý với điều kiện của ta thì thượng thanh tông có thể tới về quốc bất cứ lúc nào. Ba vị trưởng lão giật mình. Về quốc giàu nhất trong bảy quốc gia, vị nữ tướng kia lại càng nổi tiếng trong thiên hạ. Hoàng đế về quốc hoang đường, ít quan tâm tới triều chính, gần như quyền lực đều tập trung trong tay tỷ tỷ của hắn, cũng chính là trong tay vị trưởng công chúa Huyền Vi kia nếu có thể tới về quốc nhận sự che chở của huyền vi thì hiển nhiên một hiệu bình ba ở bắc châu nhỏ bé không thể sánh được đối với sự phát triển trước mắt của thượng thanh tông theo nghiêu hữu đạo chưa chắc đã có được điều kiện phát triển tốt như vậy nhưng nếu xét tới lâu dài thì không chắc là có thể thuận lợi đi theo nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo có thể nhờ huyền vi giúp đỡ như vậy sức ảnh hưởng của hắn đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ ít ra nếu bọn họ tới tìm huyền vi thì e là ngay cả mặt nàng ta cũng chẳng được nhìn thấy nhưng không còn sự lựa chọn nào khác nhiều hữu đạo đã nói rõ điều kiện. Bất kể các người có đồng ý hay không, ta và Thượng Thanh Tông đều không còn bất cứ quan hệ gì. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ lần này thì ta sẽ không nhắc lại nữa. Các người tự chọn đi, Nhiều hữu đạo lạnh lùng vô tình, đường nghi chậm rãi đứng dậy, viên mắt hơi ửng hồng, đột nhiên vang lên một giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát, được. Ta đồng ý với chàng, Nhiều hữu đạo cục mắt, thong thả nói, chuẩn bị giấy bút. Giữa trưa ngày hôm sau, trước cửa sổ có một ấm trà, một cái ghế, và một người đang uể oải nằm trên ghế yên giấc ngủ. Trên chiếc bàn bên cạnh bầy đầy đồ ăn, Ngân Nhi một mình chiếm đóng, một mình hưởng thụ, một mình mình thỏa mãn. Dường như thức ăn có thể tạm rời lực chú ý của nàng ta khỏi Ngưu minh đạo. Quản phương Nhi vào nhà, đầu tiên bà ta liếc nhìn Ngân Nhi đang ăn không ngừng rồi mới đi tới trước cửa sổ, dựa lưng vào khung cửa chăm chú nhìn Ngưu hữu đạo đang yên giấc, trong lòng bỗng dưng cảm thấy đau lòng thay cho người nam nhân này. Với tên nhãi này, tiếp xúc với Thượng Thanh Tông là một chặng đường làm thế nào để từng bước đi tới. Càng hiểu hắn thì càng biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để có thể dẫn dắt một đám người đi tới ngày hôm nay. Tuyệt tình chưa chắc đã thật sự vô tình, giữa những lựa chọn hắn đã thể hiện rõ bản sắc anh hùng, sau lưng một mình mỏi mệt. chương 714, vừa vào vạn thú môn một Người hương thơm là biết mỹ nhân, như hiểu đạo không mở mắt cũng biết là ai tới. Hắn chậm gì gì nói, nhìn cái gì, lại chẳng đẹp như bà, Quản phương nghi biết là tên nhãi này lại dỗ ngọt để chọc mình vui, nhưng nghe lời ngon ngọt vẫn thấy vui. Bà ta nở nụ cười xinh đẹp, nhấc làn váy đi vòng ra phía sau hắn rồi không người nhòi về phía lưng ghế tựa, cúi đầu ghé sát bên tai hắn, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ động, dịu dàng nói, đi rồi, đã sắp xếp theo ý của ngươi, đã lặng lẽ rời đi, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nghiêu Hữu đạo ừ một tiếng, mở mắt ra, đưa tay bưng chén trà trên bàn rồi từ từ thưởng thức. Quản phương nghi uốn éo vòng eo, đường nét vòng eo và bờ mông rất đẹp, rất quyến rũ. bà ta nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn, đường nghi thật đẹp, là một cô nương trẻ trung xinh đẹp. người chia tay nàng ta như vậy không thấy đau lòng à? Như hữu đạo, sao ta lại cảm thấy người đẹp hơn nàng ấy nhỉ? khỏi phải nói, quản phương nghi khoe mẽ một tiếng. Như hữu đạo, vậy nên ta có ngươi là đủ rồi. ha ha, quản phương nghi vui không kiềm được khẽ đánh lên bả vai hắn như đang tán tỉnh ve vãn, tém lại nha, ngươi cho là ta không nhìn ra à. Chia tay hay không chia tay đều là tâm bệnh của ngươi. Còn nữa, chuyện của các người thì liên quan quái gì đến ta, ngươi cần gì liều chết phá hỏng thanh danh của ta. Nghiêu hiểu đạo, số nam nhân phá hỏng thanh danh của ngươi còn ít ư. Thanh danh của ngươi cần ta phá hỏng sao? Quản phương nghi, vậy cũng đâu cần ngươi góp thêm một viên gạch. Không được, việc này ngươi phải bồi thường cho ta cả người của ta đều đã nằm trong tay ngươi rồi như vậy còn chưa đủ sao hừ ai nằm trong tay ai hử ngày nào ta cũng phải làm nha hoàn chạy vặt cho ngươi ngươi là ông lớn của ta mới đúng nhỉ ta trong sạch những gì ngươi nhìn thấy đều giành giành ra đó ngươi muốn được bồi thường cái gì thì cứ tự mình lấy đi nghèo quá nghèo chỉ còn dư lại mỗi người thôi hay là thế này nhé ngươi lấy thân báo đáp để bồi thường cho ta nha chuyện này không được đâu ngươi lớn tuổi rồi đi chết đi Quản phương nghi chờ mặt trong nháy mắt, bất thình lình cuộn tay đánh một đòn vào chén trà trong tay như Hữu Đạo làm nước trà bắn đầy lên mặt hắn. như Hữu Đạo ngồi yên không nói gì, trên mặt dính mấy lá trà, nước lăn từng giọt trên gương mặt. Lấy tuổi tác của quản phương nghi để trêu chọc bà ta thì bà ta chắc chắn sẽ trở mặt. Kiều nói chuyện tán tỉnh ve vãn nhau chấm hết trong nháy mắt. như Hữu Đạo đặt chén trà xuống, lau mặt rồi đứng lên du y phục, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, huyễn giới chưa thể phong bế, có lẽ thời gian gần đây sẽ có không ít khách tới đây thật là thời điểm tốt để kết giao bạn bè hứa lão lục có kiến thức rộng rãi hãy bảo hắn ra ngoài giao thiệp thật nhiều nhé lão nương lớn tuổi rồi không đi nổi ta cũng chẳng bảo ngươi đi hứa lão lục đi là được không đi không đi thật à không đi quản phương nghi thở phì phò trừng mắt như hữu đạo cũng không tranh cãi với bà ta cãi qua cãi lại hắn không chiều nổi tính xấu của bà ta bà ta càng cáo kỉnh thì hắn càng lấy lý phục người Hắn khẽ gật đầu, nhấc ống tay áo và lật ngón tay bắn ra một luồng gió mạnh đánh lên vách tường bên cạnh, phát ra một tiếng rầm. Nghe thấy tín hiệu, viên cương nhanh chóng chạy tới, mở cửa đi vào. Hắn ta thấy nước trà còn đọng trên người như hữu đạo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn quản phương nghi. Quản phương nghi lập tức nghiêng đầu sang một bên, thật mất hứng. Như hữu đạo dặn dò, thu thập một chút, chuẩn bị rời khỏi đây. Viên cương, đi đâu ạ? À? Như hữu đạo, tới vạn thú môn, Sao có thể đến cửa nhà người ta mà còn không vào chào hỏi chủ nhà. Nhà trọ này ta ở cũng chán rồi, xem có thể đổi sang một chỗ tốt hơn hay không." Viên Cương gật đầu, xoay người rời đi. Quản Phương nghi sững sờ, ngạc nhiên quay đầu hỏi hắn, "Đi Vạn Thú môn à? Sao đột nhiên lại muốn đến Vạn Thú môn vậy? Bà ta có phần không theo kịp mạch suy nghĩ của vị này, đến đây lâu như vậy mà không hề thấy hắn mảy may có ý muốn đi Vạn Thú môn một chút nào." Theo hiểu biết của bà ta, vị này không dễ lỗ máng kích động như người trẻ tuổi, vì vậy bà ta không tin đây là quyết định nhất thời mà hắn bất chợt nghĩ ra. Vị này cũng không phải là người thích thử vận may, bởi vì hắn đã nói là hắn chưa bao giờ tin vào vận may. Bác Châu bên kia vẫn chưa từ bỏ tà tâm, nhiều lần gây rối ta nghĩ là đã tới lúc chính thức tính sổ rồi. Như hữu đạo vừa nói vừa cởi áo ngoài, rũ nước trên y phục cho nhanh khô. Nước trà dính vào y phục dễ để lại dấu vết, phải đổi y phục thôi. Năm ấy ngồi lo lắng cho vùng đất lưỡng quật, có rất nhiều chuyện muốn làm mà không có sức. Nay không giống xưa, hắn đã nương tựa vào Nam Châu, đã có khả năng, vậy nên những việc nên chấm dứt đều muốn kết thúc từng chuyện để đối mặt với thế cuộc lớn hơn. Cắt đứt với Thượng Thanh Tông là một trong số đó. Nguyên nhân hắn tham gia vào thế cụ ộc ở Nam Châu rồi lại rời đi là bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ tham dự vào cuộc phân tranh giữa Nam Châu và Thiên Ngọc Môn thì chỉ chiếm được một chút lợi lộc sự tranh lệch cực lớn về thực lực đã định trước là không thể thay đổi được kết cục chân chính. Cho dù nhất thời giành được phần thắng thì cũng chỉ là thắng được cơ hội nghỉ ngơi tạm thời, kẻ được lợi nhất vẫn luôn là Thiên Ngọc Môn, hắn không dám đối đầu trực tiếp với Thiên Ngọc Môn. Việc đã đến mức này, hắn biết cuộc chiến giữa mình và Thiên Ngọc Môn là điều không thể tránh khỏi, nó vẫn còn tiếp diễn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cuộc chiến thứ hai. Tiếp tục tham gia vào cuộc tranh đấu giữa Nam Châu và Thiên Ngọc Môn sẽ chỉ khiến ưu thế trong tay hắn nhanh chóng tiêu hao hết đang ra bại sản tiêu tốn tất cả những gì mình có cũng không thể làm tổn thương căn cơ của Thiên Ngọc môn, kết cục sau cùng có thể tưởng tượng được. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy, vì vậy hắn đã quả quyết bỏ đi, quả quyết rời khỏi Nam Châu, thoát khỏi phạm vi thế lực của Thiên Ngọc môn, xóa bỏ một phần nào đó ưu thế của Thiên Ngọc môn. Hắn biết rõ rằng nếu còn nằm trong phạm vi thế lực ở Nam Châu và ở Thiên Ngọc môn thì bản thân sẽ vĩnh viễn không thể chiếm được cái tốt để chống chọi với Thiên Ngọc môn chỉ có thoát ra thì hắn mới có thể chiếm được điều kiện tốt để giao chiến với thiên ngọc môn lần nữa. đây là sự lựa chọn mang tính chiến lược sau khi hắn đã cân nhắc kỹ càng. để ổn định thiên ngọc môn, cho dù phải chiến thắng bằng thủ đoạn, hắn cũng không ngại chủ động tiếp tục đưa nhiều rượu cho đối phương. quản phương nghi ha ha cười lạnh, xem ra ngươi đúng là đã dốc toàn lực để ứng phó với thiệu bình ba. ngươi không đi thì ta đành phải đi vậy. ngân nhi, lau tay lau miệng đi. như hữu đạo không tán dóc với bà ta nữa mà thay y phục rồi ném xuống. Đi sang bên cạnh lấy thanh bảo kiếm trên giá làm cây gậy chống đi. Quản Phương Nghi rốt cuộc vẫn đi theo, cáo kỉnh không đi ư? Ở lại chỗ này làm quái gì? Lúc nhóm người rời thành, Viên Phương vui mừng chạy tới cổng thành, nộp chứng nhận ở trọ mà nhà trọ cấp cho rồi lĩnh tiền. Vạn Thú môn đã nói là rất xin lỗi vì đã hủy bỏ linh thú hội nên hứa rằng mỗi người tới tham gia linh thú hội khi rời thành đều được lĩnh 100 lượng vàng. Ở đây có đến mấy người lận, sao Viên Phương có thể bỏ qua? Hắn ta không có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền như Ngưu Hữu Đạo, cơ hội kiếm chút tiền vặt này không thoát khỏi mắt thần của hắn ta, toàn bộ tiền đều chui vào túi riêng của hắn ta. Không ai tính toán với hắn ta cả. Hắn ta sờ túi tiền mà cảm thấy hài lòng thỏa dạ, mặc dù chút tiền này còn chẳng bằng số lẻ của Ngưu Hữu Đạo. Núi non chập trùng, phong cảnh kỳ lạ, thác đổ nước biếc, đất lành chim đậu, cảnh sắc minh mông. Bên ngoài sơn môn, đám người Ngưu Hữu Đạo chờ đợi, chờ đệ tử Vạn Thú môn vào thông báo. Chương 715 vừa vào vạn thú môn 2. Bọn họ nhìn ngắm cảnh núi non xung quanh, cứ chờ đợi một hồi như thế cuối cùng đệ tử vào thông báo đã trở lại, đi cùng cậu ta còn có một vị trưởng lão của vạn thú môn. Vị trưởng lão này tên là Thù Sơn, bề ngoài da mịn thịt mềm, có vẻ không quá lớn tuổi. Sau khi ông ta xưng danh, đám người như hiểu đạo luôn chú ý tới vạn thú môn liền biết ông ta là một vị trưởng lão mới lên trước trong một hai năm này. Sau một hồi chào hỏi khách sáo kiểm tra thân phận, Thù Sơn nói lời xin lỗi, thật xin lỗi các vị, trưởng môn đang tiếp mấy vị khách quý nên tạm thời không thể phân thân, đặc biệt bảo ta tới tiếp đãi các vị. Nếu như huynh đệ không chê vạn thú môn đơn sơ thì có thể vào khách viện trước, khi trưởng môn có thời gian sẽ lập tức tới gặp ngay. Lần này Nhiêu Hữu Đạo tới đã trực tiếp nói rõ thân phận, cũng trực tiếp chỉ rõ muốn bái kiến trưởng môn Tây Hải Đường của vạn thú môn. Với thân phận hiện giờ của hắn, muốn gặp Tây Hải Đường một lần cũng không tính là quá phận. Tất nhiên nếu đổi lại vào lúc hắn còn ở Thanh Sơn Quận, chỉ e là vạn thú môn chưa chắc đã để ý đến hắn chứ đừng nói gì đến việc gặp trưởng môn. Hiện tại hắn cũng chưa đủ tư cách khiến Tây Hải Đường phải đích thân nghênh đón, nhưng có thể khiến cho một vị trưởng lão đích thân ra tiếp đón, chủ nhà đãi khách đã coi như cho hắn đủ mặt mũi rồi. Như Hữu đạo vội nói, không dám không dám, ta nào dám làm phiền trưởng môn tới gặp, trưởng môn có thời gian thì cho thông báo với chúng ta một tiếng là được. Khách tùy theo chủ, chúng ta nghe theo sắp xếp của thù trưởng lão. Xin mời. Thù Sơn đưa tay mời họ đi vào. Một nhóm người vào núi, Thù Sơn cười nói với họ suốt dọc đường và giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh xung quanh. Với thân phận và địa vị của Thù Sơn chưa chắc ông ta đã đặt Nghiêu Hữu Đạo vào mắt. Ông ta khách khí như vậy là bởi vì Nghiêu Hữu Đạo có sức ảnh hưởng tới Nam Châu. Người có thể nói đệ tử vạn thú môn có năng lực nhưng Thanh Sơn quận và Nghĩa quận có dám đảm bảo là đệ tử vạn thú môn có thể không đi qua Nam Châu hay không? Địa bàn lớn như vậy chắn ngang ở đó, khó mà tránh được rồng lớn không áp đảo được lũ rắn độc môn phái lớn như vậy có rất nhiều đệ tử bôn ba khắp nơi hôm nay tiếp đón khách khí cũng là để tiện cho việc đi lại của các đệ tử bên dưới trong tương lai mà thôi với tài lực của vạn thú môn tiếp đãi một chút cũng chẳng tốn kém gì cũng có thể nói là tâm huyết trong mấy năm nay của ngưu hữu đạo đã được báo đáp hắn có tiếng nói ở nam châu có giá trị lợi dụng nên sẽ được người ngoài coi trọng hiện thực là vậy đó mặt khác không nói đến thế lực của vạn thú môn tu sĩ trong thiên hạ nhiều như vậy nếu là người hay quỷ đều tiếp đón thì vạn thú môn không ứng phó nổi. Trong lúc vui vẻ trò chuyện, Thù Sơn thử dò hỏi, lần này như huynh đệ đến bái kiến trưởng môn có chuyện gì vậy? Ông ta cũng phải giúp trưởng môn thăm dò ý tứ, chuyện gì cũng có nguyên nhân, như vậy trưởng môn cũng dễ quyết định nên gặp hay không gặp. Đây cũng là ý của Tây Hải Đường, vậy nên ông ta cũng hơi ngạc nhiên vì sao trưởng môn lại đặc biệt quan tâm tới vị này như vậy. Tùy tiện cử một người nào đó ứng phó qua loa đã là nể mặt hắn lắm rồi, không thì còn muốn thế nào nữa chín quá hóa nẫu mà triều kính đã sai trong chuyện đường nghi làm loạn tây hải đường vẫn chưa cho người khác biết chuyện này nhưng đã ngầm mắng chửi triều kính một trận bởi vì triều kính là sư đệ cùng lứa cũng là thủ hạ tâm phúc của ông ta căn cứ vào quan hệ giữa đường nghi và nghiêu hữu đạo trong tin đồn tây hải đường không mấy tin tưởng vị này to gan dám chạy tới thượng thanh tông gây chuyện như vậy đi dạo ngắm cảnh xung quanh nghiêu Hiếu đạo cười nói chỉ là ta ngưỡng mộ phong thái của trưởng môn quý phái đã lâu nên tới để tỏ lòng ngưỡng mộ chứ không vì việc gì khác thật sự là mạo muội và đường đột. Thù Sơn ồ một tiếng, đáp lời, không sao không sao, như huynh đệ là thanh niên tài tuấn trong giới tu hành, trưởng môn cũng muốn gặp cậu từ lâu rồi. Đây cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Họ cười cười nói nói, rồi đi tới một đình nghỉ chân ở lưng chừng ngọn núi. Đệ tử của vạn thú môn trong đình ra chào, cửu Sơn để những đệ tử ở đây tiếp đãi bọn người như hữu đạo, sau khi dặn dò phải tiếp đãi cẩn thận, phải sắp xếp tốt nơi cho khách nghỉ ngơi, sau đó mượn cứ có việc rồi rời đi. Điều này cũng có thể phân biệt khách tới đây có cao quý hay không. Nếu là quý khách chân chính, Cửu Sơn sẽ tự thân đưa họ tới nơi nghỉ chân, nếu không thì y sẽ giao cho đệ tử nơi đây hoàn thành nốt nhiệm vụ này. Điều này cũng rất dễ hiểu, khu vực Sơn Môn của vạn thú môn rất lớn, đoạn đường từ nơi này tới nơi khác cũng không ngắn. Nếu như mỗi người khách đều bắt trưởng lão làm hướng dẫn viên du lịch thì kể cả tập trung toàn bộ trưởng lão tới cũng không đủ người. Như hữu đạo hiểu rõ chuyện này, cũng không trách cứ cái gì, bởi vì địa vị của hắn còn chưa cao tới mức đó, thái độ của người ta như vậy cũng đã rất nể tình rồi. Như vậy, sau đó có một đệ tử đi cùng đám người như hữu đạo, nếu khách muốn đi dạo từ từ ngắm phong cảnh thì họ cũng đi theo, nếu muốn đi nhanh tới địa điểm nghỉ ngơi thì cũng không có vấn đề gì. Sau khi đi dạo một lượt, thấy vị trí của đám người mình đã cách khu kiến trúc khá xa thì biết là đã ra ngoài khu vực trung tâm của vạn thú môn, mà phong cảnh núi rừng xung quanh cũng chẳng có gì đáng xem cả. Đám người như hữu đạo cũng không muốn đi dạo nữa cho nên đệ tử đi cùng đã nhanh chóng dẫn họ tới khách viện đã được bố trí tốt. Khách viện cũng không lớn, đó chỉ là một tòa đình viện nhỏ ở giữa sườn núi, nơi xa có một thác nước tạo thành vài con suối nhỏ chảy róc rách, ở xung quanh cũng có vài tòa đình viện tương tự như vậy. Sau khi vào xem xét thì tòa đình viện này được bố trí rất lịch sự tao nhã, hoàn cảnh yên tĩnh và thoải mái. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng, cái gì cần có đều có, cũng có đủ phòng cho nhóm người như hữu đạo nghỉ ngơi sau khi dạo qua một vòng, còn chưa ngồi xuống đã có một đệ tử gọi là Chu Thiết Tử tới dâng trà. Người đệ tử dẫn họ tới đây cũng giới thiệu cho đám người nghiêu hữu đạo về Chu Thiết Tử, cũng nói rằng mọi thứ ở đây đều do Chu Thiết Tử phụ trách, nếu như có cần cái gì đều có thể sai Chu Thiết Tử đi làm. Sau khi người đệ tử này đi thì Chu Thiết Tử hỏi mỗi người một câu, xem họ có muốn tới xem căn phòng của mình hay không. Nghiêu hữu đạo đồng ý, nhóm người lại theo Chu Thiết Tử đi xem phòng của mình rồi nhận lấy phòng của riêng mình. Căn phòng lớn nhất đương nhiên thuộc về Nưu Hữu Đạo. Trạng vạng tối, có người chuyên môn đưa tới bữa tối, Chu Thiết Tử nhận lấy rồi bày lên trên bàn giữa phòng khách, rồi hỏi xem còn có chuyện gì hay không, rồi y mới lui xuống. Bữa tối khá phong phú, thế nhưng người ăn lại khá nhiều, Ngân Nhi ăn xong mà vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì sức ăn của nàng rất lớn. Sau khi ăn xong, có người ở lại trong sân, có người lại đi ra bên ngoài nhìn hoàng hôn. Màn đêm buông xuống, Chu Thiết Tử trở về thu dọn bát đũa rồi hỏi mọi người xem có cần cái gì không, sau khi thấy không ai có ý kiến gì thì y lại rời khỏi với thời gian rất ngắn ngủi. Cũng trong khoảng thời gian không có người ngoài này, có người lợi dụng bóng đêm vừa khéo đi qua nơi này, gặp mặt Nhiêu Hữu Đạo đang đứng dưới một gốc cây nơi sườn núi. Nhiêu Hữu Đạo nhìn lại thì vui vẻ ra mặt, thật sự là đúng dịp, vẫn là người quen mà hắn đang muốn gặp, Triều Thắng Hoài. Triều Thắng Hoài lại không cười được, lúc trước, gã có nghe nói có một người tên là Nhiêu Hữu Đạo tới, rồi gã cố ý tìm lúc không có ai tới nhìn một lần, rồi xác nhận được người này đúng là Ngưu Hữu Đạo mà mình quen biết. Chương 716, kẻ này đã hết thủ đoạn. Mặc dù là ban đêm thế nhưng Triều Thắng Hoài vẫn quan sát cẩn thận xung quanh, rồi giả vờ như vừa đi ngang qua nói chuyện với khách, chắp tay khá khách khí thế nhưng khi nói thì lại là sao ngươi lại tới đây? Ngưu Hữu Đạo, đương nhiên là sợ Triều huynh không tin ta, cho nên ta mới tới nơi này để vạn thú môn xác nhận hộ mà. Triều huynh cũng yên tâm hơn nhiều, đúng không? Chiều thắng hoài lại không cho là như vậy, người gấp cái gì chứ? Ít nhất thì ta phải thăm dò rõ ràng, không thể hấp tấp làm việc được, người cũng đừng làm loạn, ta tự có tính toán của ta, hãy cho ta thêm thời gian. Gã còn tưởng Nghiêu Hiếu Đạo chạy tới muốn nhúng tay vào chuyện này, cho nên khi biết Nghiêu Hữu Đạo tới đây thì gã hơi không bình tĩnh. Biết người này đang lo lắng nên Nghiêu Hiếu Đạo cũng không đùa gã, ta tới lần này bởi vì có một chuyện nhỏ muốn nhờ Triều Huynh giúp đỡ. Còn có việc gì, Triều thắng hoài hơi giận dữ, người còn tưởng cả vạn thú môn này đều do ta điều khiển hay sao? Nghiêu hữu đạo, đừng hiểu lầm, thật sự là việc nhỏ mà thôi, giúp ta hỏi thăm một vài môn phái, xem có người nào tới đây hay không? Chiều thắng hoài hơi ngẩn ra, rồi thở phào, xem ra đúng là chuyện nhỏ, bằng vào thế lực của gã tại vạn thú môn thì nghe ngóng vài chuyện chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, ta không tiện ở đây lâu, những môn phái nào? Nghiêu hữu đạo, tiêu giao cung, tử kim động, linh kiếm sơn của nước yến, bách xuyên cốc vô thượng cung và thiên nữ giáo của nước Hàn. Triều Thắng hoài nghi ngờ hỏi lại, người của ba phái lớn của nước Yến và ba phái lớn của nước Hàn sao? Đúng vậy, ngươi tìm hiểu tin tức về họ để làm gì? Yên tâm đi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới ngươi, cũng không quan hệ với vạn thú môn. Tới, họ đều tới, càng là trưởng môn của sáu môn phái đều tới. Chuyện của huyễn giới, hơn nửa người của phiêu miếu các đều tới, ta nghe nói còn có một nhóm người tự mình đi vào trong huyễn giới nữa. Chín trí tôn có tới không? điều này thì ta không biết mấy người đó giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi đến vô ảnh đi vô tung coi như tới đây nhưng chưa được mấy người đó cho phép thì không ai dám lộ ra ngoài ta cũng không thể nghe ngóng được cái gì xem ra gần đây vạn thú môn rất bận rộn rất có lợi cho ngươi nghiêu hữu đạo nháy mắt với gã chiều thắng hoài nhíu mày đang định nói thêm cái gì đó thế nhưng lại thấy quản phương nghi đi từ bên trong ra chiều thắng hoài thấy vậy thì nói nhỏ ta đi trước ừm nghiêu hữu đạo gật đầu chắp tay đưa tiến, chiều thắng hoài chợt lóe biến mất trong bóng đêm, quản phương nghi đi tới cạnh nghiêu hữu đạo, đưa mắt nhìn về hướng chiều thắng hoài biến mất mà hỏi là chiều thắng hoài sao. Tinh mắt, nghiêu hữu đạo khen ngợi, tại sao nghe được lời khen của ngươi thì cảm giác như ta đang bị mắng vậy. Quản phương nghi hứ một tiếng, rồi chợt hỏi, thành thật mà trả lời ta, hai người vừa rồi lén lút âm mưu cái gì vậy. Nghiêu hữu đạo, lén lút cái gì chứ, rõ ràng chúng ta nói chuyện đường đường chính chính cơ mà. Vừa vặn gặp nhau nên chào hỏi mà thôi, không được sao? Quản Phương Nghi không tin, đạo ra, nơi này cũng không phải nơi ngài có thể làm loạn, nếu gặp chuyện thì muốn chạy cũng không chạy được đâu. Nếu như ngài thật sự muốn gây sự với Triều Kính thì hãy nhắc nhở chúng ta một câu, để chúng ta còn biết đường mà chạy trước, ngài chán sống cũng được, thế nhưng ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Chuyện này chính là chuyện bà ta lo lắng nhất, nhất là khi bà ta thấy Nghiu Hữu đạo giết huynh đệ họ Hà mà chỉ để lại cháu trai của Triều Kính lại còn cấu kết làm bậy mục tiêu quá rõ ràng bà ta không muốn nghi ngờ cũng khó khăn nghiêu hữu đạo chỉ nghĩ lung tung là tài quản phương nghi đừng nghĩ ta không biết ngươi tới vạn thú môn là muốn làm gì cũng đừng tưởng rằng mang theo cái đứa ăn hàng kia tới là có thể an toàn tuyệt đối nếu để cho ăn hàng hiện nguyên hình người ta biết được chúng ta và nó cùng một bọn thì lúc đó mới là phiền phức lớn bằng trời đấy ngươi nghĩ ta ngu như vậy sao nghiêu hữu đạo lắc đầu lại đưa mắt nhìn về phía những ngôi sao trên bầu trời Thời tiết hôm nay thật đẹp, có hứng thú đi với ta trong khung cảnh thơ mộng này, tới thăm hỏi vài quý nhân hay không? Quản Phương Nghi, thăm hỏi ai? Cùng thời gian đó tại Bắc Châu, khi trời còn chưa tối, mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh ngọn núi phía xa xa. Trên tường thành, Thiệu Bình Ba đang thị sát trên đó đột ngột dừng lại, đưa mắt nhìn tới cảnh hoàng hôn. Người mặc một bộ áo choàng, đứng tại đầu tường thành, trông về phía xa, áo choàng tung bay cũng khó che giấu hai lọn tóc mai trắng xám. Thiệu Tam tỉnh đi tới, ra hiệu những binh sĩ ở gần đây lui ra ngoài, đi tới gần Thiệu Bình Ba rồi cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Cuối cùng, Thiệu Bình Ba mở lời trước, có việc gì sao? Thiệu Tam tỉnh, không có gì, chỉ là Lục Thánh Trung vẫn không có tin tức truyền về, đã rất lâu rồi, chẳng lẽ vẫn ẩn núp hay sao? Khi Lục Thánh Trung chuẩn bị ra tay ở thành vạn tượng thì đã truyền tin tức về nơi đây, nói rằng vì tránh lộ tẩy nên cần ẩn núp một đoạn thời gian, tạm thời sẽ không liên lạc với bên này, cho nên tạm thời người ở đây đều không biết Lục Thánh Trung đã gặp chuyện thiệu bình ba không có tin tức chính là một tin tức tốt thiệu tam tỉnh kinh ngạc mà hỏi lại lão nô không rõ thiệu bình ba cười khi không có tin tức thì chỉ có hai khả năng một là còn chưa ra tay vẫn đang ẩn núp còn có cơ hội thứ hai là bị lộ đã rơi vào trong tay nghiêu hữu đạo bị nghiêu hữu đạo thịt rồi chẳng lẽ không phải tin tức tốt hay sao thiệu tam tỉnh nghi ngờ chẳng lẽ không thể là thành công hay sao thiệu bình ba nghiêu hữu đạo là ai những năm qua hắn đã bị ám sát bao nhiêu lần rồi kể cả sóng to gió lớn đều không thể quật ngã hắn hắn có thể lật thuyền trong mương được nữa sao chỉ sợ rằng lục thánh trung lại rơi vào trong tay nghiêu hữu đạo cái tên đó lại rất sợ chết nếu thật sự nghe được tin vui từ nghiêu hữu đạo thì ta cũng không biết sẽ là cái gì nữa đây thiệu tam tỉnh ngay từ đầu thì đại công tử đã không trông cậy gì vào lục thánh trung sao thiệu bình ba cũng không thể nói như vậy nếu không trông cậy gì thì ta cũng sẽ không để hắn ra tay người giỏi tới mức nào đi nữa cũng sẽ có lúc sai lầm ta rất hy vọng lục thánh trung có thể làm gì đó ít nhất thì cũng có thể gây ra phiền toái cho ngưu hữu đạo chỉ là hy vọng rất nhỏ cho nên ta mới bảo ngươi liên hệ người của thiên ngọc môn thiệu tam tỉnh hơi yên lặng trả lời tin tức đã gửi tới thiên ngọc môn nếu như người của thiên ngọc môn thật sự đi trên đường không dừng lại nơi nào thì về mặt thời gian có lẽ họ cũng đã tới khu vực của vạn thú môn rồi ngưu hữu đạo sử dụng thủ đoạn lật là tay làm mây chờ tay làm mưa tranh đoạt nam châu dùng thực lực thấp hơn nhưng vẫn giữ được thế cân bằng với Thiên Ngọc Môn, có thể nói rằng Thiên Ngọc Môn chịu thiệt trước Ngưu Hữu Đạo. Mặc dù ta biết được thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo, thế nhưng vẫn kiêng kỵ Đại Tuyết Sơn nên đã bị hắn giữ chân lại, trơ mắt nhìn hắn tùy ý hành động, mạo hiểm giành được địa vị cao ngang bằng với Thiên Ngọc Môn tại Nam Châu, việc này cũng là nỗi hổ thẹn lớn của ta. Sau khi có được cơ hội trở thành thế lực sánh bằng Thiên Ngọc Môn thì hắn lại bắt đầu ẩn nấp đi, sau đó cũng không thấy hắn xuất hiện tại Nam Châu nữa ngay từ đầu ta còn tưởng hắn đang sợ thiên ngọc môn tới tận khi hắn xuất hiện tại thành vạn tượng cũng là thời điểm thương chiêu tông nắm quyền lớn tại nam châu thì ta mới phản ứng lại được hắn rất bất phàm trước đó ẩn nấp mà không ra chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian muốn để cho thương chiêu tông có thể đạt được quyền thế lớn để bảo vệ mọi người trong thời gian này bởi vì trước đó thái độ ủng hộ của kim châu cho thương chiêu tông quá mức rõ ràng cho nên không thể lộ ra xích dương chu quả cho thiên ngọc môn được làm cho thiên ngọc môn không dám hành động quá mức Tới tận khi hắn xuất hiện tại thành vạn tượng thì ta mới hiểu, ta không thể thấy được hắn và Thiên Ngọc Môn tranh đấu sống chết tại Nam Châu, hắn đã không thể làm gì được tại Nam Châu nữa, mà muốn nhảy ra bên ngoài để chuẩn bị tiếp. Chương 717, Ngưu Hữu đạo tính là gì cơ chứ? Mà trong trận đại chiến tại Nam Châu, Ngưu Hữu đạo bỏ mặc Thiên Ngọc Môn tạo áp lực với Thương Chiêu Tông, bỏ mặc để cho Thiên Ngọc Môn ép Thương Chiêu Tông vào chỗ chết càng là một kế sách tuyệt diệu, vừa mượn lực lượng của Thiên Ngọc Môn để khống chế Nam Châu vừa ép thương hệ về phía hắn ta. Người ngẫm lại xem, thương chiêu tông bị ép vào tuyệt cảnh, suýt nữa thì chết, lại giết chết hai cháu trai của bành hữu tại, kể cả bành hữu tại nói là bỏ qua tất cả, thế nhưng thương chiêu tông có thể tin hay sao? Hơn nữa, lúc đó thiên ngọc môn còn muốn chia cắt thế lực của thương hệ, càng động tới lợi ích của tất cả người thương hệ, những người đó ai có thể không sợ chứ? Có thể nói rằng tất cả người của thương hệ đều không tin tưởng thiên ngọc môn, chỉ là bị thế lươn ép tới mức không thể không khuất phục. Hiệu ra chúng ta chiếm thành Bắc Châu, trở thành phản tặc, cũng gặp rất nhiều điều bất lợi. Thương Triều Tông cũng là phản tặc hợp tác với nước khác, thế nhưng lại được triều đình nước Yến phong tước. Cùng là phản quốc, thế nhưng Thương Triều Tông tạo phản lại có lý, đường đường chính chính trở thành thứ sử của Nam Châu. Về sau từ tình báo ta mới biết, đó cũng là do Nghiêu Hữu Đạo thực hiện, triều đình nước Yến cũng chỉ đành ngậm miệng, có khổ cũng không dám nói. Trong lần tranh đoạt này, Nghiêu Hữu Đạo lấy yếu thắng mạnh, chẳng những có thể ngăn cản nguy cơ, cứu thương hệ trong tuyệt cảnh, còn đẩy thương triều tông lên làm thứ sử Nam Châu, làm cho người của thương hệ cảm động tới rất nước mắt. So sánh với những hành động của Thiên Ngọc Môn và Nghiêu Hữu Đạo thì Nghiêu Hữu Đạo lấy đức phục người, còn Thiên Ngọc Môn lại lấy thế đẻ người. Hiện tại, ở Nam Châu đã không còn người nào đứng về phía Thiên Ngọc Môn cả, nhau nhau chuyển về phía Nghiêu Hữu Đạo. Sau trận tranh đấu này, đại thế của Nam Châu đã được Nghiêu Hữu Đạo nắm trong tay, hiện tại Thiên Ngọc Môn chỉ còn biết dựa vào thực lực mạnh mẽ mới duy trì được cục diện, chỉ cần tình hình thay đổi, Nưu Hữu Đạo có thể nổi dậy cầm đầu toàn bộ Nam Châu, Thiên Ngọc Môn thua đã là điều chắc chắn. Hiện tại, Nưu Hữu Đạo đã có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn ở trong thế lực thương hệ, không ai có thể sánh bằng. Trong mắt người của thương hệ thì uy hiếp lớn nhất của họ chính là Thiên Ngọc Môn, còn Nưu Hữu Đạo lại luôn bảo vệ sự an toàn cho bọn họ, cũng là người duy nhất có thể bảo vệ họ trước thế lực mạnh mẽ của Thiên Ngọc Môn, bảo vệ được lợi ích của họ, Nưu Hữu Đạo cũng dùng sự thực chứng minh điều này rồi nếu như thiên ngọc môn dám động tới nghiêu hữu đạo trong mắt người của thương hệ thì chính là ra tay với bọn họ sẽ ép toàn bộ thương hệ chạy trốn khỏi nam châu kể cả thiên ngọc môn tiêu diệt thương chiêu tông cũng vô dụng chỉ bằng vào lực ảnh hưởng của nghiêu hữu đạo cũng có thể cầm đầu toàn bộ thương hệ khống chế các cánh quân tại nam châu đấu tranh chống lại thiên ngọc môn rồi dưới những điều kiện thuận lợi thì thiên ngọc môn vẫn bị nghiêu hữu đạo cản tay không thể lợi dụng thời cơ tốt nhất giải tán thế lực của thương hệ Hiện tại thế lực của thương hệ đã khống chế toàn bộ Nam Châu, nếu như lại muốn gạt bỏ thì Nam Châu chắc chắn sẽ loạn lạc, Thiên Ngọc Môn cũng không dám làm như vậy. Cũng chính bởi vì điều này, nhiều hữu đạo mới dám nhảy ra ngoài Nam Châu, bởi vì hắn biết hiện tại Thiên Ngọc Môn không dám làm loạn gì tại Nam Châu. Ta lại làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn tụ lực đánh bại Thiên Ngọc Môn, chiếm trọn toàn bộ Nam Châu chứ? Sau khi nghe xong những phân tích này của Thiệu Bình Ba thì Thiệu Tam tỉnh kinh hãi than thở, như hữu đạo quả thực quá đáng sợ ta đã nói hắn rất nguy hiểm. Mấy năm trước hắn cũng chỉ là một tên đệ tử bị đuổi khỏi Thượng Thanh Tông, có thể từ một tên bị vứt bỏ mà trở thành một người quyền thế kinh khủng như hiện tại, có thể đơn giản được sao? Trước kia, Thiên Ngọc Môn quá mức kiêu ngạo, coi một con rồng thành sâu kiến, cho nên khinh thường mà không để ý, bị hắn nắm mũi dẫn đi, hiện tại hối hận thì cũng đã muộn. Thiệu Bình Ba lắc đầu cười lạnh, cuối cùng thì vẫn phải giết chết Nghiêu Hữu Đạo, như hữu đạo mà chết thì sẽ không cần lo lắng hắn sẽ dùng lực ảnh hưởng của mình tập trung người của thương hệ làm loạn lại nhanh chóng sai thương chiêu tông ổn định lòng người về sau lại từ từ nói dần dần giảm bớt lực ảnh hưởng của thương chiêu tông thế nhưng phải đảm bảo rằng người của thương hệ không cho rằng như hữu đạo chết trên tay thiên ngọc môn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện này nếu không thì với tính cách của thương chiêu tông dám giết cháu trai của bành hữu tại trước mặt mọi người thì có thể làm hắn yên lặng nghe theo hay không là rất khó nói có khi còn rơi vào kết quả ngọc đá cùng tan. Mà khi người của thương hệ biết nghiêu hữu đạo bị thiên ngọc môn giết, thương chiêu tông lại bị thiên ngọc môn điều khiển thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng thiên ngọc môn chuẩn bị ra tay với bọn họ. Ở trong thư, ta cũng đã nói rõ lợi và hại rồi, chỉ cần thiên ngọc môn biết được, chắc chắn sẽ sai người tới. Trưởng lão của thiên ngọc môn là Trần Đình Tú thật sự tới, khi màn đêm vừa buông xuống đã dẫn mấy người của thiên ngọc môn tiến vào vạn thú môn. Mà người tiếp đón vẫn là trưởng lão cửu sơn của vạn thú môn. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì Vạn Thú Môn mặc dù mạnh thế nhưng có thể ở phiêu miếu các ở lại đã rất không tệ rồi. Chủ yếu là Vạn Thú Môn dựa vào tài lực, thế nhưng ở trong nước Tống luôn bị Lăng Tiêu Các, Huyết Thần Điện và Liệt Thiên cung hợp tác chèn ép, không cho Vạn Thú Môn phát triển trong địa bàn của mình. Nếu không chèn ép thì Vạn Thú Môn sẽ có cả tài và thế, tới lúc đó kẻ gặp phiền phức lại là ba môn phái kia. Cho nên theo một góc độ nào đó mà nói, Vạn Thú Môn giống như là thương nhân của giới tu hành vậy, mình phải có thế lực mạnh ít nhất không kém đối phương, còn phải giữ gìn quan hệ với tất cả thế lực khắp nơi, không thể chỉ vùi đầu vào buôn bán được, nếu không cũng rất khó thông thương. Hai người ở ngoài sơn môn Hàn Huyên, có thể hưởng thụ sự tiếp đón của trưởng lão vạn thú môn thì Trần Đình Tú vẫn rất vui vẻ. Mặc dù hắn ta cũng là trưởng lão của Thiên Ngọc Môn, thế nhưng vẫn không thể so sánh được với trưởng lão của vạn thú môn được. Hắn ta thấy, đó chính là chỗ tốt của việc thống nhất Nam Châu, thân phận địa vị cũng được đề cao nhiều, ngay cả trưởng lão của Vạn thú môn đều đối với hắn ta như vậy cơ mà. Mà trên đường đi mượn dùng ngựa của thế lực khắp nơi tại trạm dịch cũng rất thuận lợi, khi vượt cảnh cũng không bị ngăn chặn chút nào. Đương nhiên, về sau Thiên Ngọc môn vẫn phải trả lại, người ta muốn đi qua Nam Châu, mượn dùng ngựa của mình thì mình vẫn cần phải đưa qua, có qua có lại. Sau khi vào trong sơn môn, Cừu Sơn hỏi thăm, không biết Trần huynh tới đây gặp trưởng môn của chúng ta có chuyện gì muốn làm. Trần Đình Tú cười nói, ta đi ngang qua nơi này nào có thể không tới gặp chủ nhân nơi đây chứ hơn nữa ta cũng đã ngưỡng mộ phong thái trưởng môn quý phái rất lâu lần này mới có dịp tới gặp cừu Cư sơn cười cười thật là đúng dịp hai bá chủ của giới tu hành nam châu lại tới chơi cùng một ngày thật là thú vị trần đình tú hơi sững sờ cừu huynh vừa nói gì vậy còn có người của thiên ngọc môn chúng ta cũng tới nơi này hay sao cừu sơn hỏi lại nghiêu hữu đạo chẳng lẽ nghiêu hữu đạo không phải là một trong những bá chủ của nam châu hay sao Nghiêu Hữu Đạo là cái thá gì chứ? Trần Đình Tú cảm thấy khá là coi thường, mặc kệ hiện tại Nghiêu Hữu Đạo tại Nam Châu có lực ảnh hưởng lớn như thế nào, thế nhưng người của Thiên Ngọc Môn vẫn rất khinh thường hắn. Đương nhiên là hắn ta sẽ không nói điều này ra, thế nhưng tin tức này vẫn làm hắn ta kinh ngạc, Nghiêu Hữu Đạo cũng tới vạn thú môn sao? Thiên Ngọc Môn nhận được thư của Thiệu Bình Ba, trong thư cũng chỉ nói rằng Nghiêu Hữu Đạo đang ở trong thành vạn tượng. Sau khi hắn ta tới cũng đã sai người đi tới khách sạn mà Nghiêu Hữu Đạo ở để điều tra, thế nhưng lại phát hiện đám người như hữu đạo đã trả phòng rồi. Mà ở đó lại là địa bàn của vạn thú môn, hiện tại tới vạn thú môn để tìm cớ nhờ vạn thú môn tìm người, thật sự không nghĩ tới như hữu đạo đã chuyển tới vạn thú môn rồi. chương 718, quá yếu, cừu sơn, thế nào? Trần Huynh không biết sao? Ha ha, thật sự là hơi kinh ngạc, không biết hắn tới vạn thú môn để làm gì, cũng là tới gặp trưởng môn, thế nhưng gần đây trưởng môn chúng ta đang rất bận rộn vẫn chưa có thời gian gặp mặt nên tạm thời mấy người họ chỉ đành ở lại khách viện. Vừa nãy ta còn nghe nói hắn muốn tới thăm trưởng môn Long Hưu của phái tiêu giao cũng đang làm khách của chúng ta, còn nhờ đệ tử phái ta đưa tin. Ta cũng không biết hắn muốn làm gì, nếu như Trần Huynh muốn biết thì ta sẽ sai người dẫn Trần Huynh tới tìm hắn, Trần Huynh hỏi thẳng hắn là được rồi. Đôi mắt của Trần Đình Tú chấp động rồi xua tay nói, không không không, cái tên đó trẻ tuổi nóng tính, làm việc quá mức ngang ngược, không coi ai ra gì, bình thường đều không hợp với ta không cần gặp sẽ tốt hơn, tránh để cho việc gặp rồi lại tức giận. Cừu Sơn nghe vậy, hơi suy nghĩ thì cũng hiểu, ông ta cũng có nghe rằng Nhiêu Hiếu đạo đang tranh đoạt quyền lực với Thiên Ngọc môn tại Nam Châu, hai bên có mâu thuẫn là chuyện đương nhiên, chỉ là không nghĩ tới Trần Đình Tú có thể nói thẳng với người ngoài như mình này, liền cười nói còn có chuyện như vậy hay sao, là ta sai sót rồi. Trần Đình Tú chợt ngừng bước lại, "Cừu huynh, ta có chuyện muốn nhờ." Cừu Sơn cũng dừng lại, cảm thấy hơi khó xử vừa gặp mặt đã yêu cầu hỗ trợ rồi, người coi ngươi là ai? Đáp ứng thì không được, thế nhưng không đáp ứng lại cũng không tốt, chỉ có thể nói, nguyện rửa tai lắng nghe. Cửu huynh cũng biết rằng tiêu giao cung là một trong những môn phái lớn nhất của nước Yến chúng ta. Mà Nghiêu Hữu Đạo lại có mâu thuẫn với Thiên Ngọc Môn, khi hắn đi gặp Long Trưởng Môn cũng không biết có nói xấu về Thiên Ngọc Môn chúng ta hay không. Từng luồng sáng truyền ra từ trong căn phòng, có từng đợt bướm đêm bay qua bay lại, Tây Hải Đường đang đưa tiến mấy vị khách, để cho đệ tử đưa tiến khách đi nghỉ ngơi. Ông ta ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi thở dài, chuyện tại huyến giới thật sự làm ông bận rộn, phải liên tục xã giao. Lúc này, bóng người của Cửu Sơn xuất hiện, sau đó tới gần Tây Hải Đường, trưởng môn. Tây Hải Đường nói, cái tên Nhiêu Hữu Đạo kia cũng muốn gặp ta đúng không? Để hắn tới đây đi, trưởng môn, lại có khách tới. Cửu Sơn nói chuyện của Trần Đình Tú ra, khi Trần Trưởng Lão biết Nhiêu Hữu Đạo muốn đi gặp mặt Long Hưu thì nhờ ta ngăn hắn lại, muốn đi gặp Long Hưu trước Ngưu Hữu Đạo, cũng không biết muốn làm cái gì nữa. Mà từ đệ tử truyền tin cho Long Hưu thì biết, Long Hưu đã đồng ý gặp mặt Ngưu Hữu Đạo, hiện tại ta đã sai đệ tử đó tạm thời không nói cho Ngưu Hữu Đạo biết, chờ trưởng môn quyết định rồi nói sau. Lông mày Tây Hải Đường hơi nhíu lại, hừ lạnh, đồ không biết trời cao đất rộng, tranh quyền đoạt lợi lại còn muốn liên lụy vào vạn thú môn của chúng ta, coi vạn thú môn ta là gì chứ? Bản tòa tạm thời không muốn gặp bọn họ, cứ để bọn họ ở lại khách viện. Sơn, cứ để bọn họ ở đó cũng không việc gì, chỉ là Trần trưởng lão này đã mở miệng nhờ ta, cũng không phải chuyện gì to tát, nếu không đồng ý thì có hơi khó xử.